Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Kính vạn hoa tử vong, tác giả Tây Tử Tự. Thể loại, huyền huyễn, đam mỹ, chương 32 ảo tưởng. Việc đáng sợ nhất trong cửa, chính là không những phải đối diện với lũ quái vật mà còn phải đề phòng các thành viên trong nhóm có thể phản bội bất cứ lúc nào. Những người vào chung cửa thoạt nhìn giống như đồng đội có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng hễ có sự cố xảy ra chữ đồng đội hoàn toàn có thể đảo ngược nghĩa do chuyện vừa xảy ra nên mặc dù nghe tiếng hướng dẫn viên gọi vẫn không ai dám nhúc nhích nguyễn nam trúc nằm trên lưng lâm thu thạch khẽ vỗ vai cậu nói đi nào lâm thu thạch cứ thế đi ra sao chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu nguyễn nam trúc nói huống hồ đâu thể qua đêm trong này hoàn toàn hợp lý lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát hay để tôi ra trước nếu có chuyện mọi người tùy cơ hành sự. Đi chung đi, Nguyễn Nam Trúc nói, tin tôi lần này. Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Trúc cương quyết như vậy bèn cõng hắn ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa, Lâm Thu Thạch trông thấy hướng dẫn viên đứng ở nơi mọi người xuất phát, đang nở nụ cười vẫy lá cờ, mau lại đây, nhanh lên nào. Cô ta gọi lớn, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về trước khi trời tối. Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tư phía, thấy trận mưa giao từ trên trời ập xuống đã tạnh hẳn, chỉ còn cái xác máu thịt bầy hầy ở giữa cửa nói cho cậu biết tất cả những việc vừa xảy ra không phải ảo giác lâm thu thạch chậm rãi đến bên hướng dẫn viên đúng như lời nguyễn nam trúc chẳng có điều gì đáng sợ xảy ra trình thiên lý theo phía sau hai người nó không thể rời mắt khỏi cái xác của gã tóc vàng vẻ mặt này lâm thu thạch đã quá quen đêm đó cùng nhau coi phim kinh dị cái mặt nó lúc nào cũng như sắp sửa hét lên vậy đó cũng may thằng nhóc dáng nhịn xuống nhìn tới mức mặt đỏ ửng cả lên. Thấy bọn Lâm Thu Thạch Bình An vô sự, những người còn lại lũ lượt kéo ra khỏi đền. Hướng dẫn viên vẻ như hoàn toàn không trông thấy cái xác máu thịt bầy hầy, cô ta khẽ mỉm cười hỏi mọi người hôm nay chơi có vui không, có cảm nhận được phong vị đặc sắc của văn hóa bản địa hay không. Đoàn người không ai đáp lại, hướng dẫn viên vẫn say sưa nói, giống như hỏi cho có chứ không nhất thiết có được câu trả lời. Họ đi ngược ra con đường mòn, trời bắt đầu tối dần rừng cây thêm vẻ âm u tĩnh mịch. Những cờ phướn cắm trên các ngọn cây bị gió thổi phát tiếng phần phật, như những đôi cánh của loài quái vật đang giang cánh trực bay đi. Trên đường trở về không có việc lạ gì xảy ra, cả nhóm an toàn có mặt ở dãy nhà trúc, ăn bữa tối nhạt nhẽo. Trước khi rời khỏi, hướng dẫn viên hẹn các vị khách sáng 8 giờ hôm sau, không gặp không về. Mông Ngọc hỏi ngày mai đi tham quan thắng cảnh nào. Hướng dẫn viên tỏ vẻ thần bí, nói thắng cảnh ngày mai rất đặc biệt, Đợi đến lúc đó sẽ biết, mọi người đừng để muộn giờ." Cô ta còn nói thêm, "Đêm nay gió núi rất mạnh, nửa đêm về sáng tốt nhất đừng ra khỏi cửa." Lời nhắc nhở ấy ai mà không biết, NPC này chẳng đem lại thông tin gì hữu dụng. Bữa tối thật sự rất tệ, Nguyễn Nam Trúc hoàn toàn không có hứng ăn, nhưng vẫn cố nhấm nháp một chút. Từ khi tới thế giới này, trạng thái của hắn rất xấu, hiện giờ mặt mũi tiểu tụy như có thể gục xuống bất cứ lúc nào nếu là người bình thường lâm vào tình trạng của hắn sẽ khiến mọi người cảm thấy chán ngán. Nhưng gương mặt Nguyễn Nam Trúc quá đẹp, nên dù cho thể trạng xuống dốc vẫn đem tới một loại mỹ cảm. Trên đời có kiểu mỹ nhân phồn thực cũng có dạng mỹ nhân sầu cảm đa bệnh, mong manh như làn khói. Từ cần ngồi gần đó cay nhiệt chê bôi một câu, đã ngủ nguyên ngày rồi, ai làm gì đâu mà mệt dữ vậy. Nguyễn Nam Trúc khẽ tì chiếc cầm xinh xắn lên cần cổ lâm thu thạch, nói rất nhẹ, xin lỗi nhé, từ nhỏ sức khỏe em không tốt, anh Lâm Lâm, phiền anh quá. Lâm Thu Thạch, không sao. Từ cần, hừ, đôi nam nữ chết bầm. Gặp bữa ăn không ngon miệng, Trình Thiên Lý vẫn ních đầy một bụng, theo lời nó nói là, lỡ mà ngoèo thì làm con ma no vẫn hơn. Lâm Thu Thạch rất phục thằng bé, bởi bữa tối nay thật sự quá khó nuốt, nếu là người bình thường phải ăn ngần đó thức ăn giờ chắc là trầm cảm mất rồi. Xong bữa, mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyễn Nam Trúc đặt lưng lên giường là ngủ, gần như say giấc chỉ sau giây lát. Lâm Thu Thạch và Từ Cần không giỏi như vậy, nên chốc chốc lại quay ra nói chuyện cho qua thời gian. Từ Cần kể một số việc trong cuộc sống thực của mình, cô nói mình là một sinh viên bình thường, mới tốt nghiệp năm nay, đang qua đường thì bị hút vào trong cửa. Ban đầu cô nghĩ mình nằm mơ, nhưng lâu dần nhận thấy không thể có giấc mơ nào chân thực đến vậy liệu chúng ta có chết ở đây không? Anh Lâm Lâm, từ cần nói, em sợ lắm. Lâm Thu Thạch tựa vào cửa sổ, nói, tôi cũng không biết, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ sớm đi. Từ cần liếc Nguyễn Nam Trúc một cái, khẽ nghiến răng, run giọng nói, anh Lâm à. Lâm Thu Thạch, hửm. Từ cần, em lạnh. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc ơi là Nguyễn Nam Trúc, xem anh dậy hư con gái nhà người ta kìa. Lâm Thu Thạch tuy không hiểu nữ giới, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Cử động lẫn biểu cảm của Từ Cần thật sự quá lộ liễu, Lâm Thu Thạch bó tay, đành giả ngu nói, ơ, cô lạnh à, có cần thêm chăn không, tôi cho mượn nè. Từ Cần, tại sao thực tế lại luôn khác xa mộng tưởng như thế? Cô cắn cắn môi, di nhẹ ngón chân, vứt hết cả rụt rè, cần gì phiền thế em? Sang nằm chung với anh được không? Lâm Thu Thạch lạnh lùng từ chối, cô mập quá, hai người không ních vừa đâu. Từ Cần im lặng, cô liếc nhìn dáng vẻ mong manh, yếu ớt của Nguyễn Nam Trúc, lại liếc nhìn mình, quả thực nhất thời không thể phản bác. Lâm Thu Thạch, có cần chăn không? Từ cần tự chọc tự quê, không cần, cố gắng chịu một lát thì hết lạnh thôi. Tuy biết có hơi quá đáng, nhưng Lâm Thu Thạch thật sự rất muốn cười. Nói đi cũng phải nói lại, thế giới trong cửa nguy hiểm như vậy, ai còn tâm trạng yêu đương, chẳng lẽ không sợ tình cảm đôi bên tới lúc cao trào đột nhiên có một con quỷ sổ ra làm cho mình suốt đời không thể ngóc đầu lên được nữa. Từ cần ra vẻ như nhìn thấu linh hồn trai thẳng trong lâm thu thạch, rốt cuộc đã chịu bỏ cuộc, trở lại giường của mình, dừng cuộc trò chuyện lại. Lát sau bên đó vang lên tiếng thở đều đều, xem ra cô nàng ngủ rồi. Lâm thu thạch nghĩ thầm bọn họ ngủ nhanh thật, cậu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng, để cho bản thân ngủ thiếp đi. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ khiến lâm thu thạch thức dậy. Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi mở mắt là kiểm tra xem người bên kia còn ở đó không. Nguyễn Nam Trúc đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi trên giường trải tóc. Nghe giường Lâm Thu Thạch có động tính, hắn không buồn ngoảnh lại, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Lâm Thu Thạch đáp lời. Hôm qua tôi ngủ hơi sớm, nửa đêm về sáng không xảy ra chuyện gì chứ. Nguyễn Nam Trúc hỏi. Không, Lâm Thu Thạch nói, trong rừng rất yên tĩnh, tôi không nghe thấy âm thanh lạ nào cả. Nguyễn Nam Trúc, ý tôi hỏi anh và từ cần kia lâm thu thạch ngáo hoàn toàn tôi và từ cần có thể xảy ra chuyện gì không lẽ cô ta có vấn đề nguyễn nam trúc sau một hồi im lặng hắn hỏi thẳng mặt bạn gái cố vì sao chia tay anh vậy lâm thu thạch lâm thu thạch bạn gái tôi tôi chưa có bạn gái bao giờ từ khi học kiến trúc cậu hầu như xa rời khói lửa nhân gian thời đi học ngày ngày cũng cắm mặt vào làm đồ án tốt nghiệp rồi đi làm thì cắm đầu tăng ca đừng nói bạn gái đến một cô bạn thông thường lâm thu thạch cũng không có Nguyễn Nam Trúc, ừm, tốt lắm. Lâm Thu Thạch, cậu có cảm giác biểu cảm trên mặt Nguyễn Nam Trúc hơi biến đổi. Vệ sinh cá nhân xong, mọi người tập trung cùng ăn bữa sáng. Ai nấy đều tỏ ra tò mò về điểm tham quan của hôm nay, nhưng trong sự tò mò cũng có chút lo lắng, bởi vì gần như chắc chắn điểm đến hôm nay còn nguy hiểm hơn hôm qua. Nên đi thành nhóm lớn, Mông Ngọc nói, nếu xảy ra chuyện còn giúp đỡ lẫn nhau. Hôm qua đã chết hai người đàn ông, hiện tại nhóm chỉ còn 14 người, vẫn đông, nhưng có cảm giác nếu xảy ra chuyện thì người đông hơn nữa cũng không thể chống đỡ. Trình Thiên Lý vỗ vai Lâm Thu Thạch, nói hôm nay em đi với mấy anh chị nha. Lâm Thu Thạch đáp được thôi. Đúng 8 giờ, hướng dẫn viên xuất hiện ở ngoài sân, vẫn bộ đồ như hôm qua, vẫn vẻ mặt không khác trước, phất lá cờ màu đỏ, đông đủ chưa? Nếu tập trung đủ chúng ta xuất phát. Đủ rồi, mông ngọc đáp. Tốt, Chúng ta đi thôi." Hướng dẫn viên nói, "Điểm tham quan hôm nay khá đặc biệt, sau khi tới nơi mọi người không được nói chuyện to tiếng, phải tôn trọng tập tục địa phương nhé." Tất cả gật đầu. Hướng dẫn viên thấy thế mỉm cười, nói, "Việc không thể chậm trễ được, chúng ta mau chóng xuất phát thôi." Do đặc điểm địa lý đặc biệt, ngoại trừ đi bộ, nơi đây không còn phương tiện di chuyển nào khác. Hôm nay người hướng dẫn viên đưa họ theo một lối đi mới, con đường ngoằn ngoèo dẫn thẳng lên núi. Bốn phía vẫn bị bao phủ bởi rừng cây. Bọn họ khổ sở theo sau cô ta, con đường thật sự quá khó đi, chẳng mấy chốc đã có người thở không ra hơi, bị bỏ lại phía sau đoàn người. Nghỉ một lát được không vậy?" Có người hỏi hướng dẫn viên. "Không phải không được nghỉ, cô gái liếc nhìn đồng hồ, nhưng chúng ta nhất định phải đến thắng cảnh trước chính ngọ 18." "Tại sao?" Người kia thắc mắc, "Tại sao phải trước chính ngọ?" bởi vì các bạn phải tham quan ở đó 6 tiếng đồng hồ. Hướng dẫn viên bình thản giải thích, nếu trước 12 giờ chưa tới nơi thì sau khi trời tối mới được xuống núi. Nói xong, cô ta nở một nụ cười kỳ dị, tôi tin chắc là mọi người không muốn quốc bộ trên con đường này vào ban đêm đâu. Nghe cô ta nói, cả nhóm mặt mày xám ngoét. Những người đang kiệt sức cũng cắn răng tiếp tục cố gắng, dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Lâm Thu Thạch sợ Nguyễn Nam Trúc không chịu nổi, nửa đường đề nghị để mình cõng cũng may nguyễn nam trúc nhẹ cân hơn người thường nếu không chính lâm thu thạch cũng không cõng nổi hắn mặc dù xanh sao gầy yếu hơn người khác nguyễn nam trúc vẫn bị vài ánh mắt ganh tị giò ngó thể lực phụ nữ không thể so với đàn ông được cõng được nghỉ dĩ nhiên ai cũng muốn cũng may khi tất cả sắp sửa gục ngã địa điểm tham quan đã ở trước mắt đó là một nơi dày đặc những tòa tháp những tòa tháp cao có cái đến vài chục mét tháp thấp thì 3-4 mét, tòa tháp dựng giữa rừng rậm hoang vu, thật khó tưởng tượng người ta dùng kỹ thuật gì để xây dựng những kiến trúc vĩ đại đến vậy tại nơi hẻo lánh xa xôi này. Đứng trước một công trình quá mức kỳ vĩ, mọi người đều bị chấn động, bỗng chốc họ trở nên im lặng, thậm chí quên mất những hiểm nguy ẩn nấp của thế giới này. Cũng may giọng nói của hướng dẫn viên đã kéo họ trở về hiện thực, cô ta nói tiếp theo là 6 tiếng tham quan tự do, khi hết thời gian tôi sẽ đến đón mọi người chúc mọi người tham quan vui vẻ, xin mời thường ngoạn cảnh sắc độc đáo của nơi đây. Nói đoạn cô ta quay người, biến mất vào rừng cây. Trình Thiên Lý nhìn theo bóng cô gái, không nhịn được chửi thề. Cũng may đây là thế giới trong cửa, nếu là ở ngoài, cái loại hướng dẫn viên du lịch bỏ khách như này bị khách đánh cho chắc cũng không phải một lần đâu. Đi thôi, xem bên đó có gì. Lâm Thu Thạch Thảo Nguyễn Nam Trúc xuống đất, cùng cả nhóm tiến vào rừng tháp những tòa tháp nơi đây có lớn có nhỏ, độ cao tháp khác nhau, nhưng điểm chung là mỗi chân tháp đều có một cánh cửa gỗ, niêm phong bởi những bộ khóa gì xét. Đây là đâu nhỉ? Khu vực cúng tế, Lâm Thu Thạch lấy làm lạ, nơi cúng tế đáng lý phải là đền thần chứ nhỉ? Em nghĩ chỗ này là nghĩa địa, Nguyễn Nam chốc quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận. Lâm Thu Thạch, nghĩa địa, nhắc tới nghĩa địa, Lâm Thu Thạch tức thì liên tưởng đến bình đài bằng gỗ nơi cậu bị đẩy xuống, nghĩa là không phải ai chết cũng đem thiên táng. Nguyễn Nam Trúc nói, mở một cái cửa vào trong tháp xem thử. Nói đoạn Nguyễn Nam Trúc cùng bọn Lâm Thu Thạch tới một nơi vắng vẻ, rút ghim cài tóc ra hí hoáy. Chìa khóa cũ kỹ nhanh chóng bị mở ra, Nguyễn Nam Trúc đẩy cửa, bên trong tháp tối đen như mực. Nơi này không có ánh sáng, bên trong tỏa ra một thứ mùi xưa cũ, Lâm Thu Thạch dùng đèn pin điện thoại soi thử, quả nhiên bên trong có một bộ xương đã mục nát đúng là phần mộ thật nguyễn nam trúc đã xác minh phỏng đoán của mình tại sao họ đưa chúng ta tới nơi này lâm thu thạch nói không lẽ chìa khóa không nằm trong ngôi đền nguyễn nam trúc lắc đầu không nói sau khi khóa cửa lại như cũ cả nhóm hướng về trung tâm rừng tháp lâm thu thạch nhìn thấy ở đó có tòa tháp cao nhất hình dáng tòa tháp cao này có điểm đặc sắc khiến nó nổi bật giữa vô số tháp nhỏ xung quanh phía trên đỉnh tháp là một tác phẩm điêu khắc rất đẹp Hoạt nhìn giống một khối tròn, bên dưới điểm xuyết một vài hoa văn lưu vân đẹp tới hoàn mỹ, nhưng không biết mang ý nghĩa gì. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tòa tháp cao nhất, rõ ràng mọi người cảm thấy bên trong tháp này sẽ có đầu mối liên quan tới chìa khóa. Những người tới chân tháp sớm nhất đã phát hiện cửa vào trong tháp không làm bằng gỗ mà bằng đá, cánh cửa đá không hề bị niêm phong, chỉ khép hờ. Tháp này cũng chưa bộ xương hay sao? Có người hỏi. Ai mà biết, chẳng ai trả lời nổi câu hỏi này. Trong khi mọi người còn do dự ngập ngừng xem có nên đi vào bên trong, Lâm Thu Thạch chợt nghe tiếng trống, sắc mặt cậu khẽ thay đổi, vội vàng thì thầm cho Nguyễn Nam Trúc biết sự việc. "Tiếng trống?" Nguyễn Nam Trúc nói, "Vang lên từ đâu mới được?" "Lâm Thu Thạch, có vẻ từ nơi cách xa chỗ này." Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm, hôm qua tiếng trống vang lên không bao lâu thì có mưa. "Không, nói chính xác là mưa dao." Nguyễn Nam trúc ngoái nhìn tư phía, xem ra chỉ còn cách vào trong. ở đây bốn bề đều là rừng rậm hoang vu, không chỗ nào che chắn, chỉ duy nhất tòa tháp trước mặt là nơi tránh mưa lý tưởng. Vào đi, Nguyễn Nam trúc giơ tay đẩy cửa. Các anh định vào ư? Mông Ngọc đứng cách đó không xa cất giọng hiếu kỳ. Phải, Nguyễn Nam trúc nói, có vấn đề gì à? Mọi người không sợ vào đó sẽ xảy ra chuyện? Mông Ngọc hỏi, bạo gan quá thể. Nguyễn Nam Trúc, nếu sợ thì anh cứ ở ngoài đợi. Hắn chỉ tay lên trời, tôi thì nghĩ là trời sắp mưa như hôm qua rồi đấy. Mông Ngọc hơi biến sắc. Những người khác nghe sắp mưa như hôm qua vội vàng hành động, nhờ tấm gương gã tóc vàng chết thảm hôm qua, chẳng ai muốn rơi vào cảnh ngàn vạn lưỡi dao đâm vào da thịt. Nguyễn Nam Trúc khẽ đẩy cánh cửa đá trông có vẻ nặng nề, mau lẹ lách mình vào bên trong. Lâm Thu Thạch vội vàng theo sau, cậu mở đèn pin, liêm một lượt bên trong tháp. Tòa tháp này có lẽ không phải nơi an táng, ít nhất ở tầng trệt không thấy bộ xương nào. Sau khi bọn lâm thu thạch đi vào, những người khác thấy không có gì xảy ra bèn lũ lượt nối đuôi theo. Tháp này có ít nhất đến 8-9 tầng, Nguyễn Nam Trúc nói, đằng nào cũng vào rồi, chúng ta đi lên xem thử. Hắn ngưng một lát, em muốn nhìn rõ thứ ở trên đỉnh tháp. Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Trúc nhắc tới điều gì cũng đều có nguyên do, bèn thuận theo đề nghị của hắn. Vậy là bốn người bắt đầu leo lên. Những người khác trong nhóm thấy họ làm vậy đều tỏ ý không tán thành. Cũng đúng, biết đâu hành động này sẽ kích hoạt điều kiện tử vong, dường như không làm gì hết mới là giải pháp an toàn nhất. Nhưng nếu không làm gì, chìa khóa không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, trừ phi người xung quanh đều chết hết. Cầu thang trong tháp rất hẹp, chỉ đủ một người đi. Nguyễn Nam Trúc đi đầu, Lâm Thu Thạch theo sát phía sau. Dọc đường vừa đi họ vừa quan sát tình trạng bên trong tháp. Có gì đó, những người phía sau đột nhiên nghe Nguyễn Nam trúc lên tiếng. Khi đó họ đang ở tầng thứ 8, có lẽ cách đỉnh tháp không xa. Lâm Thu Thạch bước lên chiếu nghỉ, nhìn thấy thứ gì đó mà Nguyễn Nam trúc nói. Đó là một giá trống rất đẹp. Chiếc trống đặt chính giữa tầng 8, thân trống màu đỏ, bên trên có những họa tiết chạm trổ tỉ mỉ. Dù không có nhiều đồ trang trí, trông vẫn toát lên vẻ tinh tế. Ba người bọn Lâm Thu Thạch lập tức liên tưởng đến chiếc trống trong bài hát, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có từ cần vẻ như thằng thốt, cô lẩm bẩm cái trống đẹp quá. Cô đến bên chiếc trống, thận trọng quan sát. Đừng chạm vào, Nguyễn Nam Trúc kêu lên, cái trống có vấn đề. Từ cần không đáp, nét mặt thoạt nhìn như có chút si mê. Cô không sao chứ, từ cần, Lâm Thu Thạch nhận thấy có điều không ổn, vội gọi tên cô gái từ cần đưa tay ra, khẽ gõ lên mặt trống một cái. Tùng tiếng trống thanh thoát truyền đến màng nhĩ của ba người. Cả cơ thể lâm thu thạch đều chấn động, một cảm giác choáng váng bổ chụp lấy cậu, cậu bưng tay khổ sở nhắm mắt, cảm giác mình sắp ngã xuống đất. Để lấy lại trọng tâm, lâm thu thạch dùng tay vịn vào bức tường gần đó, nhưng khi những ngón tay chạm vào bức tường đá, cả cơ thể cậu đông cứng lại. Bởi vì vách tường đá đã biến mất, cảm giác đầu ngón tay cậu chạm vào là một thứ mướt mát mềm mại như da người vậy. Lâm Thu Thạch hít vào một hơi lạnh ngắt, mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Bức tường đá đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lớp da mềm mại đang khẽ phập phù, kèm theo tiếng mạch đập. Chị tôi từ nhỏ không biết nói, năm tôi hiểu chuyện đã rời nhà, giọng hát cô gái vang lên sau lưng Lâm Thu Thạch, cậu gắng gượng quay lại, thấy một bé gái khắp người đầy máu đứng sau lưng mình. Mặt cô bé không có da, chỉ có những cơ thịt đỏ lòm, thậm chí thấp thoáng có thể trông thấy đầu khớp xương trắng hiếu. Cô bé ôm trong tay chiếc trống đỏ đẹp đẽ, hai nhãn cầu đen thấm chầm chầm nhìn Lâm Thu Thạch. Cánh tay mảnh mai khẽ dơ lên rồi lại đánh mạnh xuống, trên mặt trống trắng tinh khiết hẳn in những vệt ngón tay đỏ tươi. Trên đóa bang có ông già ngồi, lầm nhầm niệm mãi một câu, bài hát vẫn tiếp tục, cô bé vừa gõ trống vừa tiến lại gần Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch không thể nói được, cậu nói không ra hơi, chỉ có thể dương mắt nhìn bàn tay cô bé chạm vào cơ thể mình rồi. Xuyên qua, giây sau, khắp người Lâm Thu Thạch chấn động mạnh như bị điện giật, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, bé gái biến mất, cậu trở về tòa tháp đá lạnh lẽo với hai bóng người thân quen bên cạnh. Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý sợ hãi nhìn cậu, "Anh, anh đang làm gì vậy?" Lâm Thu Thạch cúi xuống, thấy tay mình đang gõ vào chiếc trống màu đỏ. Lớp da trống rất mềm, giống y như tưởng tượng của cậu rõ ràng là cảm giác khi chạm vào da người. Thu Thạch, giọng nói Nguyễn Nam Trúc vang lên, tiếp đó là một câu hỏi, anh đã nhìn thấy gì? Một bé gái, Lâm Thu Thạch nhấc tay khỏi chiếc trống, nói, khắp người đầy máu, bị lột da sống, ban nãy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bỗng nhiên anh chạy ra gõ trống. Trình Thiên Lý nói, tôi cản không kịp luôn. Gõ trống, người gõ trống là từ cần mà. Lâm Thu Thạch liếc nhìn mặt trống, cảm thấy cả người lạnh ngắt, cậu chỉ muốn tránh xa cái trống này ra. Từ gần, chị ấy có lên cùng mình đâu, trình thiên lý ngẩn ra, vẫn ở dưới mà. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc dường như ngộ ra điều gì, hắn tiến lên khẽ đặt tay vào vai Lâm Thu Thạch, đừng lo, không sao đâu. Lâm Thu Thạch cười khổ, thế này rồi còn bảo không sao. Nhìn thấy những thứ đó rõ ràng không phải điểm báo tốt lành. Nguyễn Nam Trúc, bình tĩnh, anh nói cho tôi biết đã nhìn thấy gì trước đã. Lâm Thu Thạch thở hắt ra, nhắm mắt hồi tưởng lại khung cảnh ban nãy, tôi nhìn thấy bức tường trong tháp biến thành một bức tường ra người. mươi 33 Nhật Ký Sau khi thuật sơ lược lại những gì vừa nhìn thấy, Lâm Thu Thạch chìm vào im lặng. Nguyễn Nam Trúc nghe xong cũng trở nên trầm ngâm, một lát sau hắn nói chúng ta lên đỉnh tháp xem thử. Nói đoạn hắn xài bước lên cầu thang, Lâm Thu Thạch vội vàng đi theo, nét mặt còn chưa hết bàng hoàng. Cậu luôn cảm thấy cảnh mộng ảo ban nãy không đơn giản, có lẽ nó ẩn giấu một gợi ý nào đó. Trên đỉnh tháp hoàn toàn trống trơn, chẳng có vật gì. Ở vị trí cao nhất là một giếng trời không được che đậy, chỉ cần ngẩng lên là có thể trông thấy bầu trời và tác phẩm điêu khắc hình tròn khá đặc biệt. Nguyễn Nam chúc ngắm bức phù điêu đến thất thần, Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch đều cố gắng không làm phiền tới hắn. Lâm Thu Thạch đi một vòng quanh đỉnh tháp, không phát hiện điều gì mới mẻ, nhưng vào lúc cậu quay sang định nói chuyện với Trình Thiên Lý, bức tường gần đó đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ. Tiếng động này giống như có người dùng tay cào lên mặt tường, nghe rất khó chịu. Lâm Thu Thạch cảm thấy thính lực bản thân nhảy cảm quá mức, những âm thanh chẳng ai nghe thấy cậu đều có thể dễ dàng nắm bắt. Lâm Thu Thạch quay sang Trình Thiên Lý, thấy thằng nhóc vẫn ngẩn ngơ thất thần, rõ ràng chưa nghe thấy gì. Lần này, Lâm Thu Thạch không hỏi Trình Thiên Lý có nghe được gì không, cậu đi thẳng tới bức tường nơi phát ra tiếng động thử gõ vài cái âm thanh cào rít bên trong tường lập tức im bặt sau đó lâm thu thạch phát hiện tường chỗ này dường như rỗng bên trong hình như có cái gì trong này lâm thu thạch đột nhiên nói cái gì trình tiên lý hỏi ở đây á à? nó gõ thử mấy cái quả nhiên nghe thấy tiếng vọng chứng tỏ trong tường rỗng nguyễn nam trúc thôi nhìn chăm chú vào phù điêu sao vậy chỗ tường này rỗng ở trong lâm thu thạch nói tôi muốn xem có mở ra được không nguyễn nam chúc lại gần đưa tay sờ quanh mặt tường một lát sau đó rút từ trong túi một vật cứng nhọn bắt đầu cải thử động tác của hắn rất nhanh nhẹn dường như quá quen với những việc như thế này rất nhanh hắn cậy ra một kẽ hở lâm thu thạch trợn mắt vậy cũng được luôn trình thiên lý như này thường thôi anh nguyễn giỏi mà chỗ tường trước mặt bị mở ra để lộ một hộp ngầm bên trong có chiếc hộp nhỏ màu đỏ, không khóa. Nguyễn Nam Trúc thò tay lấy chiếc hộp. Sự chú ý của cả ba người đều dồn vào chiếc hộp này, Nguyễn Nam Trúc khẽ cử động ngón tay, nắp hộp bật mở, để lộ một vật giống như cuốn sổ bìa da cứng. Không lẽ là sổ nhật ký? Trình Thiên Lý lập tức nổi lên hứng thú, nó lật mở cuốn sổ, bên trong biết đâu có manh mối về chìa khóa. Sau khi mở sổ, cả ba cùng đọc nội dung bên trong. Phần đầu sổ chỉ có một câu, biến mất rồi. Biến mất rồi, biến mất rồi, biến mất rồi, biến mất rồi. Những hàng chữ khác nhau viết đi viết lại một nội dung duy nhất, đầy tràn hết trang này tới trang khác, khiến người xem vô cùng khó chịu. Nguyễn Nam trúc lật vội đến cuối sổ, khi chỉ còn vài trang nữa, rốt cuộc họ trông thấy một nội dung mới. Trang cuối sổ được viết đầy một câu nói khác, không tìm thấy rồi. Đây là cái gì? trình thiên lý lập tức nhớ tới gợi ý họ có được đây là do cô em gái viết nguyễn nam trúc cúi đầu quan sát tỉ mỉ cuốn sổ một lát sau hắn chỉ vào một chỗ rồi nói ở đây còn một trang bị xé mất lâm thu thạch nhìn thử thì thấy đúng là ở đó thiếu mất một trang có điều trang giấy này được xé vô cùng cẩn thận nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra cũng nhờ nguyễn nam trúc luôn thận trọng mới phát hiện ra điều này làm sao anh biết tường rỗng nguyễn nam trúc hỏi lâm thu thạch tôi nghe thấy ai đó cào vào tường. Trình Thiên Lý bèn lấy năm đầu ngón tay cào mạnh lên tường mấy cái, thế này á. À? Những tiếng kít kít khiến Lâm Thu Thạch giận hết ra đầu. Nguyễn Nam Trúc nạt, em còn làm trò ngu ngốc nữa, lúc trở về anh sẽ kêu thằng tạ xử lý em. Trình Thiên Lý vội rụt tay về, ấm ức nói, em chỉ làm mẫu xem có đúng không thôi mà. Nguyễn Nam Trúc, ngày trước có đứa làm mẫu giống nhóc, bây giờ cỏ trên mộ cao hơn năm thước rồi đấy sau khi nhét cuốn sổ vào chiếc túi đeo nguyễn nam trúc nói tôi có cảm giác chúng ta phải quay lại đền thần một chuyến sao lại vậy lâm thu thạch không hiểu lắm nguyễn nam trúc hiện giờ chỉ là phỏng đoán khi đã chắc chắn tôi sẽ nói với anh trong khi họ thảo luận ở tầng một vang lên tiếng hét sau đó là tiếng bước chân hoảng loạn có ma có ma người kia la hét không ngừng lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đưa mắt nhìn nhau nhận thấy suy nghĩ kẻ kia cũng giống như mình lâm tu thạch nói đi thôi nguyễn nam trúc gật đầu họ chuẩn bị xuống tầng xem việc gì xảy ra khi tới tầng tháp thứ tư nơi xảy ra hỗn loạn mọi thứ dường như đã xong cô gái chủ nhân của tiếng la hét đang run rẩy nép trong vòng tay một bạn đồng hành nam gương mặt cô toát lên vẻ kinh sợ lắp bắp chỉ vào bức tường ở kia ở kia có bóng ma do tiếng hét chói tai mà hầu hết mọi người đều tập trung tại tầng 4 Lâm Thu Thạch nhìn theo tay cô gái chỉ, ở đó chỉ là bức tường màu đen bình thường. Bóng ma như thế nào? Người đang ôm cô gái hỏi, rốt cuộc cô đã thấy gì? Cái bóng của con quỷ, cô gái run rẩy nói, khó tả lắm. Cứ làm quá lên, một người trong nhóm khẽ lẩm bẩm, làm như lần đầu vào cửa, nhìn thấy con ma đã kêu ầm ĩ, thứ vô dụng. Cô gái dường như nghe được lời người kia nói, cô liền nổi khùng lên, nói, tôi kêu thì đã làm sao? còn hơn là chết mà không kêu được tiếng nào. Đủ rồi đủ rồi, không xảy ra chuyện gì là tốt. Mông Ngọc lên tiếng hòa giải, không nên tụ tập quá đông ở một tầng như thế này, nếu xảy ra chuyện thì không chạy kịp đâu. Mọi người thấy không có gì xảy ra, đều chuẩn bị giải tán. Cô gái vừa la hét đang định đi, chợt như bị thứ gì kéo áo. Ban đầu cô tưởng là người đứng phía sau, bèn bực bội giật giật áo mấy cái, làm gì vậy, đừng kéo áo tôi đã nói đừng kéo áo tôi mà lại bị trêu lần nữa. Cô gái nổi cáu quay đầu lại, cái nhìn này khiến máu trong người cô phút chốc đông cứng. phía sau cô hoàn toàn trống trơn, chẳng có ai cả. á, à, cô gái cảm giác người mình lạnh ngắt, vội xài bước hòng chạy đi. nhưng ngay lúc cô nhấc chân lên, một đôi tay dính máu thỏ ra nắm chặt lấy chân cô. á, à, ưm, cô gái định kêu lên, nhưng một bàn tay nào đó bịt lấy miệng cô. cô gái gắng ngoảnh lại nhìn thấy bức tường đá trơn nhẵn bây giờ mọc ra vô số cánh tay đỏ lòm, chúng bấu chặt lấy cơ thể cô, kéo vào trong tường. Muốn la hét kêu cứu nhưng miệng cô gái đã bị bịt chặt, không thể phát ra âm thanh nào. Người bạn đồng hành của cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng khi anh ta quay lại nhìn, cô gái đã bị kéo vào trong bức tường. Chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt, một người đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên mất tâm mất tích. Gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ ngơ ngác, anh ta hỏi, mọi người có thấy tiểu yêu đâu không? Tiểu yêu là tên của cô gái. Tiểu yêu, ban nãy cô ta vẫn ở đây mà, những người đi trước không khỏi nghi hoặc, quay đầu nhìn phía sau nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu, hay cô ấy đi lên tầng trên rồi. Để tôi đi xem, người bạn của cô gái vội leo lên tới đỉnh tháp, nhưng hoàn toàn không tìm thấy, lát sau anh ta trở lại ngay, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy cô. Cô ấy biến mất rồi. Biến mất lời vừa nói ra tất cả đều im lặng nếu ở thế giới thực một người mất tích còn có hy vọng tìm ra nếu nỗ lực tìm kiếm nhưng ở thế giới của cửa mất tích có nghĩa là chết hôm qua có một người cũng mất tích trong đại điện đền thần mà một người chợt lên tiếng liệu có phải họ tôi nghĩ không cần đi tìm cô ấy mông ngọc đột nhiên nói chắc chắn cô ấy chết rồi tại sao anh nói như vậy bạn đồng hành của tiểu yêu có vẻ nổi nóng anh không nhớ lời dặn của hướng dẫn viên trước khi dẫn chúng ta đến đây là đối mặt với vẻ thù địch của người kia mông ngọc tỏ ra rất bình thản cô ta đã nói ở rừng tháp này không được lớn tiếng gây ồn ào ban nãy tiểu yêu hét lên đúng không người kia câm bặt có những thứ phải ghi nhớ cho kỹ mông ngọc nói còn mọi người ban nãy nhìn thấy gì ở cầu thang gã quay sang lâm thu thạch và nguyễn nam trúc nhìn thấy một chiếc trống nguyễn nam trúc dịu dàng nói nhưng tụi này không dám đụng, mà xuống luôn. Mông Ngọc trống, tôi muốn đi xem thử, vừa nói gã vừa cùng một số người khác đi lên đỉnh tháp. Nguyễn Nam Trúc nhìn theo bóng Mông Ngọc, khẽ mím môi. Cả ba người không ai lên tiếng về cuốn nhật ký, không rõ vì sao, nhưng họ cảm thấy tốt nhất là không nói ra. Từ đó tiểu yêu không bao giờ xuất hiện trở lại. Những người còn lại như chim sợ cành cong, không dám đi tham quan xa sợ mình trông thấy thứ gì đáng sợ giật mình hét lên là chết chắc. Bọn Lâm Thu Thạch cũng không đi lang thang nữa, Nguyễn Nam Trúc tựa vào vai Lâm Thu Thạch nhắm mắt dưỡng thần. Trình Thiên Lý ngồi sổ bên cửa sổ ngắm cảnh, chẳng biết đang nhìn cái gì. Trời tối dần, tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, nghe sao mà thê thiết. Lâm Thu Thạch vốn tựa lưng vào tường, nhưng qua một lúc lâu cũng cảm thấy khó chịu, bèn ngồi thẳng người dậy không tựa tường. Tư thế này tuy khá mỏi, nhưng nghĩ đến những thứ trông thấy trong ảo ảnh ban nãy, cậu cảm thấy thà mệt một chút còn hơn tựa lưng vào tấm da người. Còn bao lâu nữa nhỉ? Trình Thiên Lý khẽ nói. Lâm Thu Thạch liếc điện thoại, còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với hướng dẫn viên. Trình Thiên Lý, 20 phút lận, sao mà lâu quá, thằng nhóc nằm bò ra mép cửa sổ, nhớ món dầu trà anh trai làm quá, chào ôi sao mà nó cay. Lâm Thu Thạch xoa đầu thằng bé. 20 phút cuối cùng này dài như vài tháng vài năm, trong nhóm chẳng ai nói với ai câu gì. Trời tối dần, hướng dẫn viên áo đỏ rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt họ. "Xin chào mọi người, hôm nay chơi có vui không?" Cô ta mỉm cười phất lá cờ trong tay, tin rằng các bạn đã cảm nhận được sự thú vị của văn hóa phong tục bản địa. Chẳng ai đáp lại, mặt mũi người nào người nấy đều là vẻ nặng nề trầm mặc, dáng vẻ tựa như sống sót sau kiếp nạn. "Nào, chúng ta về thôi." hướng dẫn viên mỉm cười đưa đoàn người chờ vào rừng. Xuống núi khi trời sắp tối là một việc không hề dễ. Mọi người dìu đỡ lẫn nhau, gắng gượng đi hết con đường mòn, cuối cùng họ đã về tới nơi ở. Ăn qua loa bữa tối, ai nấy mặt mũi bơ phờ, về phòng nghỉ ngơi. Trình Thiên Lý đi theo Lâm Thu Thạch về phòng, vốn dĩ nó ngủ chung với hai người khác, nhưng hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ chỉ mong ở cạnh Lâm Thu Thạch mới yên tâm. Nhóc muốn ngủ chung với anh thật. Lâm Thu Thạch nói. Đi mà, đi mà. Trình Thiên Lý nằn nỉ khổ sở, cố nịnh, mình thân nhau mà anh. Lâm Thu Thạch liếc Nguyễn Nam Trúc, hắn khẽ gật đầu, Lâm Thu Thạch bèn đồng ý. Lâm Thu Thạch không vấn đề gì nhưng có người lại bất mãn. Hôm nay từ cần không dám cùng ba người lên đỉnh tháp, một mình ngồi phía dưới đất cả ngày trời, bây giờ lại nghe Trình Thiên Lý qua bên này ngủ chung, cô khẽ nói một câu, anh không ngại nó béo à. Trình Thiên Lý nghe vậy ngơ ngáo, béo, em béo gì đâu, Lâm Thu Thạch, phải đấy, nó không béo. Từ cần, thế hôm qua tại sao anh chê tôi béo? Chẳng qua là thích hay không thích thôi. Dĩ nhiên Lâm Thu Thạch đâu còn nhớ việc mình từ chối từ cần, cậu đang bận cùng Trình Thiên Lý bàn xem thằng nào nằm ngoài thằng nào nằm trong. Từ cần ngồi bên giường bĩu môi buồn bực, Nguyễn Nam Trúc nằm gần đó cất giọng an ủi, nói, chị không béo, mà do thẩm mỹ của Dư Lâm Lâm có vấn đề, đàn ông toàn lũ khốn nạn. Từ cần ấm ức đồng tình. Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý ngu mơ không thể hiểu nổi hai người này đang nói về cái gì. Lâm Thu Thạch từ chối từ cần vì lo nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại thành ra thằng khốn nạn. Nếu nói về khốn thì cái kẻ khốn nạn nhất đang ngồi bên cạnh cô đó từ cần. leo núi nguyên ngày, không ai không mệt, đa phần đặt đầu xuống gối là lăn ra ngủ, ngay cả Lâm Thu Thạch cũng không phải ngoại lệ. Đến nửa đêm, lâm thu thạch bỗng cảm thấy bên cạnh có người đi lại cậu tưởng là trình thiên lý nên không để tâm tới sáng hôm sau đến lượt trình thiên lý trách lâm thu thạch tại sao lọ mọ cả đêm không ngủ lọ mọ gì anh không có lâm thu thạch đêm qua anh ngủ say lắm còn chẳng dậy đi vệ sinh điêu trình thiên lý rõ ràng anh có dậy lâm thu thạch anh không dậy thật mà nhưng anh cảm thấy có người đi lại ánh mắt cả hai chuyển sang phía các cô gái từ cần hốt hoảng lắc đầu tỏ ý mình không hề rời khỏi giường. Nguyễn Nam Trúc thì khỏi nói thường ngày hắn ngủ say nhất, thận cũng cực khỏe, hầu như luôn ngủ một mạch đến khi trời sáng, không tỉnh giữa đêm bao giờ. Vậy người đi lại trong phòng là ai? Trình Thiên Lý tái mặt. Trong lúc Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam Trúc đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cả hai, cúi xuống ngó vào gầm giường. Lâm Thu Thạch bị hành động của hắn làm giật mình, sao thế? Nguyễn Nam Trúc không nói, chỉ tay vào trong gầm, hai người tự nhìn đi. Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý vội cúi người, nhìn theo hướng tay Nguyễn Nam Trúc. Chỉ thấy mặt dưới rát giường và sàn nhà in đầy những bàn tay máu, các vết tay từ mặt đất kéo lên chân tường, nhìn kinh không chịu được. Má ơi, Trình Thiên Lý nhịn không nổi bắt đầu kêu lên như gà cắt tiết, đến mức Lâm Thu Thạch cảm thấy nhức đầu trói tai, cái này thì có gì ghê đến mức nó gào lên thế nhỉ? Đừng kêu nữa được không vậy, Lâm Thu Thạch khổ sở nói. Sợ quá anh ơi, Trình Thiên Lý ôm chặt lấy Lâm Thu Thạch đang nửa quỳ trên đất, nắm lấy tóc cậu, kêu lên thảm thiết. Bỏ tay khỏi tóc anh, bỏ ra mau, Lâm Thu Thạch nổi cáu, mau thả tay ra. Trình Thiên Lý, nhưng mà em sợ ợ ợ. Lâm Thu Thạch, mục tử, có biết thứ mà một kiến trúc sư trân trọng nhất là cái gì không? Chính là mái tóc, là đường chân tóc 19, con thỏ đế này, mày nắm tóc anh như cô vệ sinh môi trường bứt cỏ dại vậy, nhỡ làm tổn thương đến chân tóc thì làm sao đây? Trình Thiên Lý thả tay ra, xin lỗi, em hơi kích động. Từ cần lặng tinh nhìn hai người, quay sang nói với Nguyễn Nam Trúc, Trúc Manh, mình đi ăn sáng đi. Nguyễn Nam Trúc được. Hai cô nắm tay nhau, tung tăng vui vẻ đi ăn sáng. Để lại hai đứa óc lợn vẫn chưa hết sừng sốt trước những dấu tay in trên đất. Trình Thiên Lý thở dài, cửa này đáng sợ quá cũng may đêm qua thằng nhóc không bò dậy nghe ngóng, nếu như dậy, không biết sẽ nhìn thấy cái gì đang ở dưới gầm giường của mình. Bữa sáng nhàm chán kết thúc, hướng dẫn viên lại xuất hiện. Như một người máy, nụ cười trên môi cô ta không bao giờ thay đổi, ngay đến biên độ của lá cờ khi phất cũng luôn y hệt nhau. Cô ta nói, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan một ngôi đền. Đây là công trình kiến trúc đẹp nhất làng, tin rằng mọi người sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp của nó, thời gian không còn sớm chúng ta xuất phát thôi lâm thu thạch nhíu mày câu này quen tai quá dĩ nhiên là quen mông ngọc tình cờ đứng ngay cạnh lâm thu thạch rừng dương đáp ngày đầu tiên cô ta cũng nói y hệt như vậy lâm thu thạch quả nhiên sau khi bọn họ xuất phát hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu các phong tục tập quán nhưng nội dung giới thiệu giống y hệt ngày đầu tiên từ trình tự nói hay ngữ điệu hầu hết không có gì khác biệt tình huống dị thường này khiến tất cả đều khó chịu. Đừng nói là sẽ lặp lại hoài nha. Từ cần khẽ nói, không lẽ chúng ta phải quay lại cái tháp đó lần nữa? Không biết nữa, Lâm Thu Thạch lắc đầu, qua vài ba ngày nữa mới biết được. Từ cần không đáp, mỗi lần đi tham quan là chết vài người, cả thầy có hơn 10 mạng, không lẽ phải chết dần đến khi chỉ còn một người duy nhất sống sót? Rõ ràng không chỉ từ cần có suy nghĩ đó, khuôn mặt những người khác cũng đầy vẻ suy tư lần thứ hai đến đền thần, nhóm Lâm Thu Thạch không vội vào trong ngay. Đó là đề nghị của Nguyễn Nam Trúc, hắn nói trước đây đã quan sát bên trong ngôi đền, lần này nên xem xét bên ngoài, nên dẫn ba người họ tìm kiếm manh mối ở khoảnh đất xung quanh ngôi đền. Bốn phía ngôi đền đều là rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời khó khăn len qua tầng tầng lớp lớp cây rừng, chỉ một vài chấm sáng li ti có thể chạm đến mặt đất. Men theo con đường lát đá là những cây leo nhỏ và cây bụi thấp họ dương xỉ, khi đi qua gây nên những tiếng loạt soạt. Đền thần rất cao, đứng ở chỗ họ hầu như không thể nhìn thấy đỉnh, tiếng nhạc vẫn liên miên không dứt, như thể người tấu khúc muốn vĩnh viễn chìm đắm trong giai điệu ấy. Phong cách kiến trúc của ngôi đền này thật kỳ lạ. Sau khi đi một vòng quan sát, Lâm Thu Thạch vốn là kiến trúc sư phát hiện ra sự bất ổn, ngôi đền này có hình tròn sao? Hình tròn, không nói thì thôi, nói ra thằng nhóc Trình Thiên Lý lại được phen thấp thỏm, đúng rồi, cả ngôi đền này hình tròn đền thờ mà hình tròn thuộc dạng hiếm thấy, thậm chí có thể nói chưa thấy bao giờ. Nhìn thấy hình tròn mọi người nghĩ tới cái gì? Nguyễn Nam Trúc hỏi. Sau giây lát trầm mặc, Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý đưa ra đáp án giống nhau chống. Nguyễn Nam Trúc, em cảm thấy. Lâm Thu Thạch, hửm. Nguyễn Nam Trúc, chúng ta phải lên nóc đền xem thử. Trình Thiên Lý nghe xong trợn mắt há miệng, phải đi thật sao? Nóc đền nhưng người lần trước mất tích cũng vì nhìn lên trần mà phải nguyễn nam trúc cơ mà manh mối chắc nằm trên đó hắn đặt tay lên chiếc túi đeo của mình còn nhớ thứ chúng ta trông thấy trên tháp đá không làm sao có thể quên được tới tận bây giờ lâm thu thạch vẫn còn nhớ như in cảm giác chạm vào chiếc trống ra người nhưng thứ nguyễn nam trúc nói đến chắc không phải trống mà là cuốn nhật ký tìm được ở hốc tường thời gian của chúng ta chắc không còn nhiều đâu Nguyễn Nam Trúc nói, phải nghĩ cách mới được. Thoáng nghe thì Nguyễn Nam Trúc nói thời gian không còn nhiều là chẳng có căn cứ, nhưng Lâm Thu Thạch chợt nhớ ra vết bàn tay máu ở dưới giường mình. Cậu không rõ đó chỉ là tình cờ hay một lời cảnh cáo, tóm lại những thứ đó chắc chắn không phải điểm báo tốt lành. Ngôi đền này rất cao, lại không có cầu thang để lên nóc. Nhưng cách giải quyết bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, chỉ cần chịu nghĩ chắc chắn sẽ có cách thôi. Sau khi đi một vòng quanh đền, nguyễn nam trúc nghĩ ra một ý tưởng ba người còn lại nghe hắn nói xong đều ngẩn ra lâm thu thạch không khỏi sửng sốt em nói dùng cái bình đài gỗ hôm nọ nguyễn nam trúc ừ lâm thu thạch nhưng cái đài gỗ đó dùng để thiên táng mà nguyễn nam trúc gật đầu lâm thu thạch lo lắng nói và lại trên bình đài ấy có mấy thứ kia nếu cứ mạo muội leo lên nguyễn nam trúc liếc cậu một cái không vào hang cọp sao bắt được cò con cũng phải Lâm Thu Thạch thầm thở dài, cố gạt đi sự do dự trong lòng, thể lực em đang yếu, để anh lên cho. Chương 34 người thừa. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy liền khẽ mấp máy khóe môi nhỏ nhắn như muốn nói gì, nhưng Lâm Thu Thạch giơ tay lên ngay tắp lự, ngăn lời hắn định nói, em vốn dĩ sức khỏe không tốt, nếu miễn cưỡng lên đó xảy ra tai nạn, sau này chúng ta phải làm sao? Huống hồ ở những cửa kế tiếp, không thể lúc nào em cũng theo giúp anh được. Nguyễn Nam Trúc nghe thấy im lặng dây lát rồi chỉ trình thiên lý, cưng đi cùng anh ấy nhé. Trình thiên lý ngoan ngoãn dạ một tiếng, không hề phản bác. Từ cần định nói gì lại thôi, có lẽ cô muốn khuyên Lâm Thu Thạch đừng đi nhưng không biết lấy lý do gì. Sau khi quyết định xong, rất nhanh họ tìm thấy một bình đài ở khoảng rừng gần ngôi đền cao khoảng 10 mét, gần như cao ngang với nóc đền thần. Chính là cái này, Lâm Thu Thạch lay thử cầu thang gỗ, xem thử độ vững chãi của nó ừm nguyễn nam trúc nếu có gì không ổn phải xuống dưới ngay an toàn hàng đầu lâm thu thạch gật đầu rồi bước lên thang gỗ thang gỗ có vẻ như được làm từ cách đây khá lâu cũng may chất lượng không tệ leo lên không có cảm giác đong đưa trực gãy lâm thu thạch cẩn thận bước từng bước nói trình thiên lý nhóc không sợ độ cao chứ trình thiên lý trừ ma ra em chẳng sợ gì lâm thu thạch thầm nghĩ vậy thì tốt trình thiên lý nhanh nhẹn leo lên một thằng nhóc cao mét 6, năng lực vận động đang ở thời kỳ đỉnh cao, lần trước leo bình đài nếu không nhờ nó đỡ Lâm Thu Thạch một cái, e rằng giờ này xác Lâm Thu Thạch đã nguội tanh. Càng lên cao, gió càng lớn, Lâm Thu Thạch không thể không đi chậm lại, vừa quan sát tình hình vừa tiếp tục trèo lên. Bình đài cao khoảng 10 mét, trên cùng là một mặt sàn gỗ nối với nóc ngôi đền. Trèo lên vị trí cao nhất có thể quan sát xung quanh mà không gặp trở ngại, dù là đền thần hùng vĩ hay rừng cây xung quanh. Từ trên nhìn xuống, cảnh vật như khoác lên mình một sắc thái mới mẻ. Còn vài bước nữa là có thể đặt chân lên bình đài, Lâm Thu Thạch nói, sắp tới nơi rồi, cẩn thận một chút. Trình Thiên Lý gật đầu nói, được. Hít một hơi thật sâu, Lâm Thu Thạch đặt chân lên bình đài, cứ nghĩ trên này đầy những mảnh xác máu me tanh tuổi hóa ra không phải, nó chỉ là một mặt sàn gỗ trống trơn, chẳng có gì ở trên. Không, nói cho chính xác không phải không có gì, mà là đã bị ăn hết tất cả xương sầu, thậm chí lông tóc, không còn gì sót lại, thứ duy nhất còn lưu vết tích trên mặt sàn là vết máu nhạt màu, kể cho những kẻ mới tới rằng nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì thực sự. Phía sau bình đài đáng lẽ có thể trông thấy nóc đền thần, nhưng xương dày trong rừng đột nhiên phủ xuống, khiến tầm nhìn quang đãng biến mất, mọi thứ trở nên mờ ảo không rõ. Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, nhường đường cho Trình Thiên Lý đi theo. Trình Thiên Lý leo lên mặt sàn, nhìn màn sương mù ngẩn ra dây lát, giữa chưa sao lại có sương, nó quay sang liếc Lâm Thu Thạch, chúng ta vẫn sang nóc đền chứ. Lâm Thu Thạch hơi do dự, đưa mắt nhìn xuống dưới. Từ cần và Nguyễn Nam Trúc đều đang nhìn lên, thấy hai người đàn ông đã đặt chân lên bình đài bèn giơ tay vẫy vẫy. Bởi vì khoảng cách khá xa, Lâm Thu Thạch không nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ, đoán chừng họ đang lo lắng vô cùng. Đi thôi, Lâm Thu Thạch nói, như lời chúc manh bảo đấy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ừm, Trình Thiên Lý gật gật đầu. Cả hai chậm chậm xài bước về phía nóc ngôi đền, tiếng nhạc chưa từng dứt mỗi lúc một vang rền, như thể người diễn tấu đứng cách họ không còn xa. Lâm Thu Thạch bước một bước, từ bình đài sang nóc ngôi đền. Khi bước qua, chân cậu hơi khựng một chút, cảm thấy vật liệu dưới chân hơi sai sai. Phản ứng của Trình Thiên Lý không khác cậu bao nhiêu, thằng bé còn lấy chân di qua di lại khốn vãi, không lẽ nó đúng là cái mà em đang tưởng tượng anh ơi? Ai biết, Lâm Thu Thạch nói, tóm lại không phải một cái nóc nhà bình thường. Vật liệu phần mái nói mềm thì không mềm, nói cứng thì không cứng, nếu thật sự phải so sánh, thì nó giống như bề mặt tấm bạt lò so dùng để bật nhảy. Nhưng theo quan sát từ khi ở bên dưới, nếu đền thần vốn là một chiếc trống, thứ trên mặt trống, chẳng phải chính là da người sao. Suy đoán đã được chứng thực, Vẻ mặt Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý đều trở nên nghiêm trọng. Lâm Thu Thạch tiến lên vài bước, nhận thấy mỗi bước cậu đi đều phát ra những tiếng như ai khẽ đánh vào mặt trống. Âm thanh này vài ngày trước cậu đã nghe thấy, chính vào lúc trời giáng mưa dao. Vậy là khi đó không phải có người gõ trống, mà là có người đang chạy trên nóc đền. Trong màn sương mờ mịt, âm nhạc dẫn lối cho họ. Ngôi đền không rộng đến vậy, nhưng Lâm Thu Thạch đi mãi đi mãi, đến khi cả hai bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang đi lòng vòng quanh một chỗ không trước mặt họ cuối cùng xuất hiện sự khác biệt đó là một cái bóng bóng một thiếu nữ mái tóc dài màu đen tuy đã che đi hơn nửa thân hình nhưng từ quần áo lâm thu thạch vẫn nhận ra cô bé này ăn mặc giống hệt bé gái xuất hiện trong cảnh mộng ảo mà cậu gặp lúc ở tháp đá em đang ở đâu cô bé đột nhiên lên tiếng em đang ở đâu lâm thu thạch và trình thiên lý đều nín thở họ biết đứa bé trước mắt chắc chắn không phải con người em đang ở đâu tiếng nhạc họ luôn nghe phát ra từ trên mình bé gái này khi nhận thấy sự có mặt của hai kẻ lạ cô bé dừng tấu nhạc nói có người đến nó chầm chậm quay lại để lộ gương mặt chính diện khuôn mặt bé gái đã bị lột ra hai má phúng phính là hai búi thịt đỏ hồng nhãn cầu đã bị móc mất chỉ còn hốc mắt đen thui cô bé nói chị đau lắm lâm thu thạch nín thở vội kéo Trình Thiên Lý bỏ chạy. Trình Thiên Lý sợ quá đờ ra, không nói không rằng chạy theo Lâm Thu Thạch, mặt cắt không còn hụt máu. Những bước chạy của cả hai gây ra tiếng trống gõ giòn tan. Chị đau lắm, giọng nói của bé gái vang lên sau lưng họ, nó nhắc lại lần nữa, em đang ở đâu? Tiếng trống mỗi lúc một vang, Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể mình nặng dần, cậu thở dốc, không cách nào chạy nhanh hơn được. Cảm giác thiếu dưỡng khi bắt đầu tấn công cơ thể lần đầu tiên lâm thu thạch cảm nhận mình yếu đuối tới vậy thể lực kiệt quệ dần bước chân lâm thu thạch chậm lại cậu liếc nhìn phía sau nhưng không thấy bé gái đuổi theo mình hộc hộc lâm thu thạch thở những hơi nặng nhọc vào khoảnh khắc không thể cất nổi chân lên nữa lâm thu thạch chợt nghe thấy một âm thanh âm thanh này vang lên từ sau lưng cậu đó là giọng của bé gái tại sao anh không đánh trống nữa cả người cứng đờ lâm thu thạch gắng quay đầu nhìn thấy khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa ấy ở ngay phía sau đang ghé vào người cậu, hai hốc mắt đen xì dường như chăm chú quan sát ánh mắt cậu. Khủ khủ khủ, do qua đỗi kinh hãi lâm thu thạch bật ra một tràng ho sặc sụa. Cậu loảng choảng ngã ra đất, hai bàn tay chạm vào tấm da người. Cảm giác thật mềm mại, thậm chí còn mang theo nhiệt độ của cơ thể người, lâm thu thạch cúi đầu gắng ghim lại cơn ho, bé gái trườn ra phía trước, mặt đối mặt với lâm thu thạch. Em đang ở đâu? Bé gái lại hỏi, nó nghiêng đầu, hình như chỉ biết nói hai câu đó, chị đau lắm. Lâm Thu Thạch ngẩng lên, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy rõ ràng toàn bộ dung nhan con bé. Nó không có chân, chỉ có thể lết trên mặt đất bằng hai tay, tất cả da trên người đã bị lột sạch, lộ ra bắp thịt đỏ hồng lẫn những khớp xương trắng. Tròng mắt cũng bị móc mất, hai lỗ sâu đen ngòm, nó đang lạnh lùng quan sát Lâm Thu Thạch, đợi chờ câu trả lời lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra những chữ viết trong quyền nhật ký cậu nuốt khan một cái nói ra câu trả lời cô ấy đang tìm em bé gái im lặng cô ấy vẫn luôn đi tìm em lâm thu thạch nói đến khi rời khỏi thế gian này vẫn luôn tìm bé gái chậm rãi đứng thẳng dậy sau đó đưa tay đánh mạnh vào mặt trống tùng tiếng trống giòn tan vậy mà khiến người ta lạnh gáy màn xương dày đặc tan dần cảnh vật trở nên rõ ràng em muốn gặp cô ấy à lâm thu thạch hỏi đưa em ấy đến chỗ tôi bé gái nói câu cuối cùng sau đó biến mất trước mắt lâm thu thạch lâm thu thạch từ cõi chết trở về cả người hoàn toàn kiệt sức gắng gượng ngồi dậy cậu trông thấy trình thiên lý gần đó cũng đang trong tình trạng kiệt quệ trình thiên lý thấy lâm thu thạch cố dặn ra một câu lâm thu thạch mình mau đi xuống đi lâm thu thạch gật gật đầu cùng trình thiên lý theo cầu thang đi xuống trình thiên lý mặt mày trắng bệch dọc đường không nói một lời khắp người nó dính đầy máu không biết có phải dây ra từ người bé gái đó hay không trèo xuống thang trong tình trạng tay chân bùn rùn cả hai thất thần như người đáng lẽ phải chết mà không hiểu sao thoát chết nguyễn nam trúc vội lại gần hỏi han lâm thu thạch ngồi bệt xuống đất lắc đầu thuật lại sơ sơ những gì vừa xảy ra trình thiên lý em giấu thứ gì trong người vậy nguyễn nam trúc chú ý đến một chi tiết khác Lâm Thu Thạch nhìn sang Trình Thiên Lý, mới phát hiện chiếc áo phông nó đang mặc cụm lên, rõ ràng bên trong có cái gì đó. Trình Thiên Lý hít một hơi, rút vật ở trong áo ra. Đó là một cây sáo xương, tuy hình dạng hơi khác, nhưng vẫn có thể nhìn ra cây sáo làm từ xương người. Lâm Thu Thạch, danh con to gan thật, thứ này mà cũng dám mang về. Trình Thiên Lý thường ngày vốn nhát cái mới vừa rồi bạo gan đột xuất, giờ đây sợ đến phát khóc, nước mũi nước mắt tèm lem rúc vào người Lâm Thu Thạch, nói, em cũng khổ lắm đó, thấy con đấy lao vào anh, em có dám chạy ra cứu đâu, em cắn răng, gión rén, cô quan sát xem có thủ được cái gì mang về, mất công đến không lẽ về tay không. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc gõ đầu nó mấy cái, đừng khóc nữa, lớn thế này rồi không biết xấu hổ. Trình Thiên Lý ngượng ngùng đáp, hai năm nữa em mới thành niên mà. Nguyễn Nam Trúc, em đi nói với cái đứa ở trên kia đi, xem nó có nể tình chưa thành niên mà cho em chết đỡ đau hơn một tí không trình thiên lý không đâu không đâu nhìn thấy cây sáo lâm thu thạch hiểu ra tại sao chân cô bé lại què cậu nói nhưng nếu cô bé để trình thiên lý mang sáo về chắc hẳn đây không phải việc gì quan trọng nguyễn nam trúc tóm tại bây giờ nó muốn chúng ta đưa em gái nó tới lâm thu thạch chắc là vậy đó cậu ngẫm nghĩ một lát gương mặt hiện lên vẻ hoài nghi nhưng chúng ta làm cách nào tìm được đúng hài cốt của cô em gái? Nếu cậu đoán không lầm, cô em gái đã được an táng ở rừng tháp, số thi thể trong rừng tháp nhiều vô kể, đâu thể tìm từng cái một. Nguyễn Nam Trúc trầm ngâm, thế nào cũng có cách. Trình Thiên Lý dần thoát khỏi cơn khủng hoảng, lau sạch nước mắt nước mũi, nó bắt đầu hô chân múa tay kể lại chuyện xảy ra trên nóc đền gay cấn như phim kinh dị. Anh không biết lúc em thấy con đó ghé vào phía sau anh, em sợ đến thế nào đâu. Trình Thiên Lý nói, em định hét lên đánh động cho anh biết, nhưng con đó cứ nhìn em chằm chằm, em cứ tưởng hai anh em mình nhìn Thu Vĩnh Biệt trên đó luôn rồi. Hay, Lâm Thu Thạch nói, anh cũng suy tưởng như vậy đó. Cậu cúi đầu kéo chiếc áo phông trên người ra nhìn, trên đó dính đầy máu, trông y như vừa đi ra từ một hiện trường án mạng. Về được là may rồi, Nguyễn Nam Trúc Bình thản an ủi họ, xem ra chìa khóa sẽ xuất hiện khi hai chị em gặp nhau, bây giờ chúng ta cần phải tìm cho ra cánh cửa. Họ vừa nói vừa đi vào trong đền, khi sắp vào bên trong, họ trông thấy Mông Ngọc đang nói chuyện với một cô gái, trông cả hai khá thân thiết, chiều mến. Nguyễn Nam Trúc và Từ Cần ăn ý đưa mắt nhìn nhau. Từ Cần đứng gần thốt ra một câu, chỗ này đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò nhỉ. Nói đoạn liếc nhìn Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch chẳng hiểu đầu cua tai nheo, chỉ có Nguyễn Nam Trúc vội sán đến bên cậu, cười ngọt như mật, Lâm Lâm à, hôm qua ôm mục tự ngủ có phải khó chịu lắm không? Hay đêm nay em qua nằm chung với anh nha? Lâm Thu Thạch, em thích là được. Từ cần tức quá nghiến răng kèn kẹt. Nhận ra mình bị nhìn, mông ngọc không hoảng, gã mỉm cười lại gần hỏi thăm những kẻ vừa đến. Có gì xảy ra không? Mông Ngọc hỏi. Không, Nguyễn Nam Trúc bình thản đáp. Mông Ngọc hơi nhướng mày, nửa cười nửa không, đôi mắt đào hoa chuyển sang Lâm Thu Thạch, mọi người bị gì mà quần áo lại thành ra thế kia. Nguyễn Nam Trúc, số đen gặp phải mấy con quái vật hôm trước, cũng may chạy thoát. Vừa nói hắn vừa ho khẽ mấy tiếng, trông như gió thổi là ngã, khiến người khác thấy mà thương. Mông Ngọc không hỏi thêm, chỉ nói chú ý an toàn, sau đó cùng cô gái kia đi mất. Mông Ngọc dễ dàng bỏ qua khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy khó tin. Nguyễn Nam Trúc thì khoát tay, nếu mày nói đừng để ý tên đó, tên đó chắc cũng là tay lão luyện đang nhận khách đấy. Chỉ cần bảo vệ cho khách hàng an toàn ra khỏi cửa là được, có người bỏ công bỏ sức mở cửa hộ lại chẳng mừng quá. Nhưng mà, Nguyễn Nam Trúc nói, tôi thấy thằng cha mông ngọc này khá quen. Lâm Thu Thạch quen. Nguyễn Nam Trúc hình như đã gặp ở đâu rồi. Hắn trầm ngâm dây lát, có lẽ chưa nghĩ ra đáp án nên bỏ qua luôn, kệ đi, dù sao gã ấy không đe dọa tới mình, ra ngoài rồi tính tiếp hiện giờ việc quan trọng là sớm tìm thấy chìa khóa. Lâm Thu Thạch gật đầu. Quay trở lại trong đền, họ nhận thấy không khí ở đây có gì đó khác thường. Hỏi kỹ mới biết khi họ ra ngoài, quái vật hôm nọ lại xuất hiện, vẫn thịt và xương trần, tay cầm dao dài, nhưng lần này trời không đổ mưa dao, nên mọi người chạy ra ngoài tránh né, đến khi quái vật biến mất mới trở lại. Trong nhóm có người nói đám quái vật hình như nghe tiếng chống hiệu lệnh mà xuất hiện, lâm thu thạch lập tức nghĩ đến việc mình và trình thiên lý chạy ở trên nóc đền một lúc lâu chắc hai việc này có liên quan đến nhau tuy nghĩ như vậy nhưng cậu không nói ra chỉ tỏ vẻ đang suy nghĩ giống như mọi người cũng may trừ việc này ra trong nhóm chưa có ai phải chết sầm tối hướng dẫn viên đúng giờ có mặt ở điểm hẹn mỉm cười lặp lại các câu nói của ngày đầu tiên sau đó dẫn họ trở về dãy nhà trúc sau khi hẹn thời gian tập hợp ngày hôm sau Hướng dẫn viên nói lời tạm biệt các du khách, trước khi đi đột nhiên cô ta nói một câu mới, sáng sớm ngày mai, không gặp không về, 12 người không ai được vắng mặt nhé. Lời này vừa nói ra, nụ cười thư thái trên gương mặt mọi người lập tức biến mất, thậm chí có người tỏ ra hoảng hốt. Hướng dẫn viên như thể chẳng trông thấy gì, vẫy tay chào rồi biến mất khỏi tầm mắt họ. 12, tại sao lại là 12? Chúng ta tổng cộng có 13 người mà. Cả nhóm ồn ào thảo luận. Không lẽ đêm nay sẽ có người chết? Đúng, chắc chắn là thế rồi. Có người hùa theo, cho nên sáng mai chỉ có 12 người tập trung, một người không sống nổi qua đêm nay. Càng nói họ càng thêm khủng hoảng, rõ ràng chẳng ai muốn trở thành kẻ phải hy sinh. Chỉ có Mông Ngọc và Nguyễn Nam Trúc đều bình thường, im lặng nghe những người khác thảo luận, không đưa ra ý kiến gì. Hôm nay mệt lắm rồi, nghỉ sớm đi. Nguyễn Nam Trúc vươn người ngáp dài bộ dạng hắn rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi lời nói của NPC. Hắn rụi mắt, bơ phờ tựa vào vai Lâm Thu Thạch. Về phòng đi, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Mông Ngọc ngồi gần đó nghe Nguyễn Nam Trúc nói bèn cười hỏi, cô vô tư thế, nghe vậy mà vẫn ngủ được sao? Nguyễn Nam Trúc đáp, không lẽ không ngủ thì không phải chết. Hắn uể oải khoát tay vươn vai, đến giờ chết vẫn phải chết thôi. Mông Ngọc, nói có lý lắm. Bọn Lâm Thu Thạch quay về phòng, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Như đã nói ban ngày, đêm đó Nguyễn Nam Trúc ngủ trên giường Lâm Thu Thạch, còn Trình Thiên Lý bị đuổi sang nằm giường bên một mình. Từ cần đã trai lì trước cảnh thân mật của đôi nam nữ này, hôm nay tinh thần lại không được tốt, cả ngày cô hầu như không nói gì, lên giường nằm một lát liền thiếp đi. Anh thấy lời của hướng dẫn viên thế nào? Lâm Thu Thạch tưởng Nguyễn Nam Trúc đã ngủ, ai ngờ hắn nép bên tai Lâm Thu Thạch thì thầm. Có lẽ họ nói đúng. Lâm Thu Thạch nói, đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Tôi thì không nghĩ vậy, Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng chưa chắc, đợi tới nửa đêm mới biết được. Lâm Thu Thạch vuốt tóc của hắn, trong người thấy thế nào rồi? Nguyễn Nam Trúc, đỡ nhiều rồi, hắn đáp, ngủ đi. Ừm, Lâm Thu Thạch gật đầu. Ban đêm có Nguyễn Nam Trúc ở bên, Lâm Thu Thạch luôn khá yên giấc. Đêm nay cũng vậy, cậu ngủ một mạch tới sáng hôm sau, không hề bị đánh thức lần nào trình thiên lý ngược lại trông tiều tụy như thức trắng đêm nói anh lâm lâm vô tư thật đấy lâm thu thạch sao lại nói vậy trình thiên lý trợn mắt anh quên hôm qua mình phát hiện vết tay máu ở dưới giường à lâm thu thạch ê đúng là cậu quên mất nhưng vẫn giả vờ làm sao mình có thể quên được cậu nói bằng giọng nghiêm trang anh không quên việc quan trọng như thế làm sao mà quên được trình thiên lý anh không sợ à Lâm Thu Thạch, sợ thì giải quyết được vấn đề gì? Cậu vỗ vỗ vai Trình Thiên Lý, mạnh mẽ lên. Trình Thiên Lý gật đầu như máy, đôi mắt lóe lên vẻ kính phục. Lâm Thu Thạch lưỡng thững đến bên Nguyễn Nam Trúc, khẽ nói, Nam Trúc, còn nhớ vết tay máu hôm qua không? Nguyễn Nam Trúc, ừm. Lâm Thu Thạch, vậy mà anh ngủ say như chết. Nguyễn Nam Trúc tỏ vẻ chẳng hiểu thằng này đang nói gì, quỷ tôi còn không sợ, sợ gì dăm ba cái dấu tay. Lâm Thu Thạch, không hổ danh là lão đại. Câu nói hôm qua của hướng dẫn viên khiến lòng người dậy sóng, nhưng sáng sớm khi tập hợp lại, họ nhận ra chẳng có ai phải hy sinh cả. Hôm qua 13 người, hôm nay vẫn 13, không thừa, không thiếu. May quá may quá, hướng dẫn viên kia dọa chúng ta đó thôi. Có người cảm thán như vậy. Đúng thế, may chẳng thiếu ai. Một người khác hùa theo. Nhưng Lâm Thu Thạch để ý thấy sắc mặt của Nguyễn Nam Trúc trầm xuống, Hắn không ăn gì, ánh mắt luôn quét qua quét lại những người còn lại. Sao thế? Lâm Thu Thạch bán tín bán nghi. Thà có người chết còn hơn, tâm trạng Nguyễn Nam Trúc không tốt cho lắm, không ngờ lại gặp tình trạng này. Nghĩa là sao? Lâm Thu Thạch vẫn chưa hiểu. Nguyễn Nam Trúc nói, các NPC quan trọng ít khi nói dối. Lâm Thu Thạch, cho nên, nghe đến đây cậu nhanh chóng hiểu ngầm ý của Nguyễn Nam Trúc, nghĩa là trong số 13 người chúng ta có một người không phải người nếu đêm qua có người chết thì dễ hơn nguyễn nam trúc nhưng tiếc không phải như vậy hắn cầm chén nước lên uống một hớp giờ phiền phức rồi chắc chắn sẽ là phiền phức hôm nay đã là ngày thứ tư lâm thu thạch thậm chí còn chưa nhớ hết tên mọi người nếu muốn tìm ra một kẻ không phải người trong số những người này lại càng thêm khó khăn đại đa số mọi người thấy đêm qua không xảy ra chuyện đều tỏ ra vui mừng ngoại trừ nguyễn nam trúc và mông ngọc sắc mặt mông ngọc và nguyễn nam trúc thoạt trông khá giống nhau lông mày khẽ cau ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trầm mặc rất nhanh cả hai để ý thấy người kia mông ngọc đứng dậy đến chỗ nguyễn nam trúc nở nụ cười như thường lệ ra ngoài nói chuyện nhé được chứ nguyễn nam trúc mau lẹ đồng ý hắn quay sang nói với lâm thu thạch đợi em một lát sau đó cùng mông ngọc ra ngoài xảy ra chuyện gì vậy Trình Thiên Lý và Từ Cần vừa đi lấy đồ ăn sáng về nhắc thấy Mông Ngọc và Nguyễn Nam Trúc đi với nhau, hai người đều ngạc nhiên. Trình Thiên Lý không nói chuyện nên không biết về phỏng đoán của Nguyễn Nam Trúc, cũng như mọi người, nó vẫn đang vui mừng vì đêm qua không có người chết. Lâm Thu Thạch Định giải thích nhưng hơi lưỡng lự, cuối cùng chỉ nói Mông Ngọc có chút chuyện muốn nói với Trúc Manh. Ồ, Trình Thiên Lý gật gật đầu. Từ Cần ở bên khẽ nói, anh Lâm Lâm, hai người đó đi riêng mà anh không ghen à lâm thu thạch ghen ghen cái gì từ cần anh và trúc manh chẳng phải là lâm thu thạch giải thích bọn tôi chỉ là bạn từ cần bạn lâm thu thạch chỉ là bạn nam bạn nữ đơn thuần từ cần đâm ra trầm mặc anh lâm lâm đúng là người tốt chỉ hơi ngu một chút thôi lát sau nguyễn nam trúc và mông ngọc từ bên ngoài trở về vẻ căng thẳng đã biến mất phần nào tuy không cười nhưng trông tươi tỉnh hơn ban nãy nhiều. Hai người nói chuyện gì thế?" Trình Thiên Lý tò mò hỏi. "Nguyễn Nam Trúc, trẻ con hỏi nhiều để làm cái gì?" Hắn quay sang Lâm Thu Thạch, "có muốn biết bọn em nói gì không?" "Trình Thiên Lý, quá đáng vãi." Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn gật đầu. Nguyễn Nam Trúc nhếch mắt cười, "hôn em một cái đi rồi em nói cho." "Lâm Thu Thạch, hả?" Từ cần đứng bên cạnh bốc lửa giận mút trời mươi 35 bên trong tháp xương. Nguyễn Nam Trúc thấy biểu cảm lúng túng của Lâm Thu Thạch, bèn nói, sao, chê à. Lâm Thu Thạch lộ vẻ khó xử, Trúc Manh, đừng quậy nữa. Nguyễn Nam Trúc sán vào, quậy đâu, người ta thật lòng mà. Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt Nguyễn Nam Trúc, sau khi xác nhận hắn không có ý đùa cợt, đành cúi đầu, khẽ vén mái tóc rồi chạm nhẹ lên chán hắn một cái. Hành động này chỉ như xoa dịu cô em gái nghịch ngợm mà thôi. Được chưa? Lâm Thu Thạch hỏi. Nguyễn Nam Trúc im lặng, lát sau hắn khẽ thở dài, nhưng không nói gì quay đi. Lâm Thu Thạch nhận ra Nguyễn Nam Trúc đang cố tình trêu chọc mình. Người này ở thế giới thực rất bình thường mà sao vào cửa lại thay đổi đến vậy? Lâm Thu Thạch thôi không chờ đợi Nguyễn Nam Trúc nói mình nghe chuyện kia nữa, cậu khẽ nhét một cái màn thầu vô miệng, vẻ mặt bi thương khó tả. Nội dung cuộc nói chuyện giữa Nguyễn Nam Trúc và Mông Ngọc đã trở thành một bí ẩn. Lâm Thu Thạch hoàn toàn không có ý định khám phá. Chứng kiến kết cục thảm thương của Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mặt dày đi hỏi, ai ngờ Nguyễn Nam Trúc liếc xéo nó, nói, sao, cưng cũng muốn hôn chị hả? Chị không có hứng với trẻ con đâu. Trình Thiên Lý, nếu chị đồng ý thì... Nguyễn Nam Trúc tí tuổi đầu chưa có lông có cánh mà đua đòi. Trình Thiên Lý lập tức im bặt. Trong khi họ nói chuyện, hướng dẫn viên đã đến. Cô ta đứng trên khoảnh sân thoáng đẳng phía xa, phất ngọn cờ nhỏ trong tay hô hào tập hợp. Người trong nhóm lục tục kéo đến chỗ hướng dẫn viên, cô ta đếm một lượt tất cả mọi người, đã đủ quân số, 12 người, chúng ta có thể xuất phát được rồi. Nghe thấy, 12 người, mọi người bắt đầu dâm ran bàn tán, những người hiểu nhầm ý nghĩa câu nói hôm qua dần hiểu ra hàm nghĩa thật sự của nó. Sao lại là 12 người, ai đó run rẩy lên tiếng không lẽ trong chúng ta có kẻ không phải người? Chắc là vậy, thông thường NPC không nói dối, vậy con quỷ trà trộn trong chúng ta là ai? Những tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn, sự hoài nghi như một căn bệnh truyền nhiễm lan rộng ra tất cả những người ở đây. Bầu không khí căng thẳng chỉ vì một câu nói ngắn ngủi của hướng dẫn viên mà càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có người tức ngực thở không nổi. 13 người chơi, thường chia thành các nhóm nhỏ hai, ba người, Hiện giờ các nhóm hai người bắt đầu tìm kiếm liên minh mới, họ không muốn phải một mình đối diện với con quỷ. Bọn Lâm Thu Thạch tổng cộng có bốn người, cho nên không bị ảnh hưởng lớn. Trong số chúng ta có quỷ thật sao? Từ cần run lên cầm cập, sắc mặt trắng như thỏ bông. Cô nuốt khan một miếng, cẩn trọng liêm mắt về Nguyễn Nam Trúc và dừng lại. Sao thế? Nguyễn Nam Trúc dĩ nhiên biết cái nhìn của từ cần, hắn đến gần cô gái, nửa cười nửa không chị nghĩ em giống quỷ à từ cần không làm gì có nguyễn nam trúc quay sang lâm thu thạch lâm lâm cô ấy bảo em giống quỷ kia lâm thu thạch anh dai lại đến giờ diễn rồi phải không từ cần vội vàng giải thích chúc manh đừng hiểu lầm chị không nói em nhưng trong tất cả mọi người em là đẹp nhất nguyễn nam trúc ô hóa ra là thế đấy từ cần gật đầu như máy nguyễn nam trúc lâm lâm anh nghĩ ở đây ai đẹp nhất? Trong lòng Lâm Thu Thạch thật sự khổ sở khôn xiết, là một người đàn ông có xu hướng tính dục bình thường, cậu thật sự không muốn thừa nhận tên được dựa giả gái kia là đáng yêu nhất trong tất cả các cô gái. Nhưng sự thật đúng là như vậy, đôi mắt to tròn tội nghiệp của hắn quả khiến người ta không thể chịu nổi, Lâm Thu Thạch đành mặt dày gật đầu một cái. Cảm ơn chị nha, chị Từ Cẩn, Nguyễn Nam chúc cười mãn nguyện. Từ Cẩn có vẻ như bị tổn thương, rõ ràng trong mắt cô, Khả năng Nguyễn Nam Trúc là quỷ khá cao, làm gì có người nào vào trong cửa còn có tâm trạng yêu đương, còn bắt cá hai tay. Dĩ nhiên, những lời này cô không thể nói, chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu. Địa điểm tham quan ngày hôm nay là rừng tháp. Sau cuộc đi bộ rất lâu, họ đã đến đích, do đã có kinh nghiệm từ hôm trước, mọi người khi tới đích trông đã thoải mái hơn nhiều, họ không còn chỉ biết trốn trong tháp mà bắt đầu đi quanh tìm kiếm manh mối. Tuy biết rằng trong nhóm có một người không phải là người, nhưng trông Nguyễn Nam Trúc vẫn rất nhàn nhã, hắn đến chỗ tòa tháp cao nhất, dạo một vòng, sau đó đột nhiên rút ra một vật dài nhọn, bắt đầu mày mó bức tường bao quanh tháp. Lâm Thu Thạch nhìn thấy vậy sợ thoát tim, nói em làm gì vậy? Nguyễn Nam Trúc, em muốn xem bên trong tường có gì không? Lâm Thu Thạch, có gì? Nguyễn Nam Trúc quay sang, lúc trước anh nói nghe thấy có người cào tường mà. Lâm Thu Thạch, ngộ nhỡ chỉ là ảo giác của anh. Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng nói, chẳng sao, em tin vào tai của anh còn hơn anh. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc đang cắm cúi gõ tường, từ cần đứng bên cạnh lén kéo áo Lâm Thu Thạch, em muốn đi vệ sinh, anh đưa em đi nha. Lâm Thu Thạch, tôi. Từ cần gật gật đầu. Lâm Thu Thạch, tôi. Không thích hợp lắm nhỉ, hay để tôi bảo Trúc Manh đi cùng cô. Lâm Thu Thạch mới nói được nửa câu đã thấy từ cần lắc đầu người người, cô thận trọng liếc nhìn Trúc Manh, cô ý hạ thấp giọng nói, anh Lâm Lâm à, em có chuyện này muốn nói với anh. Lâm Thu Thạch nhìn về mặt cô gái đâm do dự, có chuyện gì mà không thể nói ở đây. Từ cần càng hạ thấp giọng đến gần như không nghe thấy gì, anh không cảm thấy. Chốc manh rất, không giống người sao. Lâm Thu Thạch, từ cần, từ ngoại hình đến tính cách, trên đời làm gì có cô gái nào như vậy, quá sức bạo gan. Lâm Thu Thạch không thể phủ nhận rằng cô nói rất có lý làm gì có cô gái nào như Trúc Manh, bởi vì Trúc Manh vốn dĩ là đàn ông. Từ cần, anh không thấy thế à? Lâm Thu Thạch cảm thấy khó xử, kỳ thực ở một phương diện nào đó cậu thông cảm cho từ cần, bởi vì Nguyễn Nam Trúc đúng là quá đáng nghi. Nhưng họ đã quen biết lâu như vậy, Nguyễn Nam Trúc và Trình Thiên Lý lại là hai người duy nhất cậu biết thân phận thật ở thế giới thực. Tôi, không nghĩ vậy, Lâm Thu Thạch không còn cách nào khác, tuy cô ấy rất đáng nghi, nhưng đang nỗ lực giúp chúng ta thoát khỏi đây. Nếu cô ấy là quỷ thì giúp chúng ta với mục đích gì? Từ cần nghe thế có chút khó xử, khóe miệng hơi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì, có vẻ không cam lòng. Rõ ràng cô vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình, Lâm thu thạch hết cách rồi, chỉ đành an ủi cô mấy câu. Trong khi họ nói chuyện, phía Nguyễn Nam Trúc có diễn biến mới, hắn nạy được một miếng gạch ra, để lộ phần lõi bên trong tường. Trình Thiên Lý nãy giờ đứng bên quan sát, thấy nguyễn nam trúc nạy miếng gạch ra bèn không khỏi hít vào một hơi lạnh ngắt nói khốn kiếp thật thế nào rồi lâm thu thạch nghe có động tĩnh bèn đi vài bước về phía trình thiên lý cũng trông thấy thư nguyễn nam trúc lấy ra từ bức tường phía sau lớp bùn đất đầy những khúc xương người xếp chồng chịt lên nhau trong một mét vuông có hài cốt của ít nhất ba bốn người Wow, à, nguyễn nam trúc không khỏi kinh ngạc trước những gì nhìn thấy đã nói trong tường chắc chắn có gì đó mà Lâm Thu Thạch nhớ lại âm thanh như móng tay cào bên trong tường cậu từng nghe thấy, mặt tái đi. Từ cần hấp tấp trốn sau lưng cậu, chỉ biết khóc vì sợ. Tốt lắm, bây giờ đã biết trong tường có gì. Nguyễn Nam Trúc đứng dậy, phủi phủi đất cát dính trên tay, hai người ban nãy nói chuyện gì thế. Chẳng có gì, Lâm Thu Thạch liếc từ cần, chuyện vớ vẩn ấy mà. Ồ, vớ vẩn à, Nguyễn Nam Trúc liếc từ cần đầy ẩn ý, đứng dậy đến chỗ cô gái, đưa tay chạm vào lưng cô từ cần chị đang sợ gì à từ cần run bắn lên không lẽ chị sợ em nguyễn nam trúc hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười khó kiếm nổi từ nào để diễn tả tuy không khó coi nhưng trẻ con nhìn thấy chắc chắn gặp ác mộng em có gì đáng sợ à từ cần chỉ biết lắc đầu không dám nói gì lâm thu thạch giờ khóc giờ cười đừng trêu người ta nữa nguyễn nam trúc giơ hai tay lên cố ý làm như đầu hàng được 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 không chiêu nữa. Hắn quay người lại gần tòa nhà, tiếp tục quan sát đống xương người. Từ cẩn dần bình tĩnh lại, lén liếc nhìn Nguyễn Nam Trúc, khẽ lau nước mắt ấm ức. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc đáng sợ quá mà, làm con gái nhà người ta sợ rúm gió như vậy. Cái tháp này ít nhất phải dùng đến hàng ngàn bộ xương đắp lên. Nguyễn Nam Trúc nói, nếu xương em gái con bé đó mà ở đây thì... Làm cách nào mang ra ngoài nhỉ? Trình Thiên Lý nhìn chăm chăm bức tường nén chặt những xương cốt, cho dù tìm đến lúc chúng ta chết hết cũng không tìm ra được. Ừm, Nguyễn Nam Trúc cho nên vẫn còn cách khác. Trình Thiên Lý vào đầu, cách gì? Nguyễn Nam Trúc đảo mắt nhìn ra sau lưng Trình Thiên Lý, quả đúng như dự liệu, hắn chìa tay cây sáo xương hôm qua em lén mang về đâu. Trình Thiên Lý, vãi trưởng, không lẽ chị định? Nguyễn Nam Trúc, ừ. Vẻ mặt Trình Thiên Lý đột nhiên trở nên kinh hoàng, nó nói chị định làm vậy thật sao đó là xương chân người ta mà chưa biết sẽ dẫn đến hệ quả gì vì chưa chắc chắn nên mới phải thử nguyễn nam trúc nói đưa đây trình thiên lý lẳng lặng rút từ trong túi khoác ra cây sáo xương đặt vào tay nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc nắm lấy cây sáo cẩn thận quan sát một lát sau đó đưa sáo lên miệng bằng một động tác hết sức tự nhiên hắn thổi giai điệu từ miệng hắn phát ra Giai điệu Nguyễn Nam Trúc đang thổi là bài A Tỷ Cổ, âm nhạc dập dìu trầm bồng, nhưng không hiểu sao lại mang một nét thê lương quái dị. soạt một tiếng động khẽ vang lên gần chỗ Lâm Thu Thạch. Sau giây lát sướng sờ, cậu nhận thấy âm thanh đó phát ra từ tòa tháp. Âm thanh như có người đang cào sới bên trong bức tường mỗi lúc một rõ, ban đầu chỉ mình cậu nghe thấy, về sau Trình Thiên Lý và Từ Cần cũng nghe được, cả hai lập tức biến sắc. Trúc manh, đừng thổi nữa, không ổn rồi lâm thu thạch ngăn nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc dừng lại nhìn lên đỉnh tháp thấy tác phẩm điêu khắc treo trên đó đột nhiên bắt đầu lung lay mau chạy đi tháp này sắp sập xuống rồi nguyễn nam trúc nói đoạn quay người bỏ chạy bọn lâm thu thạch vội vàng nối gót những người khác phát hiện tình hình bên này đều tản ra sau khi bọn họ di tản chưa được bao lâu tòa tháp phát ra một tiếng động long trời lở đất rồi đổ sập để lộ vô số hải cốt bên trong sau đó điều khiến tất cả những người có mặt nín thở là các bộ hài cốt bắt đầu chầm chậm cử động. Ban đầu chúng khá chậm chạp, nhưng tốc độ nhanh dần, các hài cốt xên gì, rồi dẫm đạp lên nhau, cuối cùng xếp thành một tòa tháp cao ngêu, nhưng tháp này được đắp lên bởi xương người. Tất cả những ai mục kích đều sững sờ, không chỉ kinh ngạc mà còn hoảng sợ tận đáy lòng. Tiếng trống không biết từ đâu vang lên, có giọng hát một thiếu nữ hòa cùng, án mani bát mê hùng, án mani bát mê hùng nói đây là hát thì hơi quá, giống như tụng kinh đúng hơn. Đừng nói chúng ta phải vào trong cái tháp đó, từ cần nghẹn ngào trực khóc. Chắc là vậy đó, Nguyễn Nam Trúc buông cây sáo xuống, di nhẹ ngón tay trên thân sáo. Nét mặt phức tạp, dường như đang nghĩ đến câu chuyện phía sau bài hát. Cô em gái thương chị đi khắp nơi kiếm tìm như điên giải, mãi tới khi nghe thấy kinh văn, cô mới nhận ra người mình tìm kiếm đã trở thành một phần của chiếc trống trên tay. Sau khi biết được chân tướng, cô gái đã đón nhận hiện thực tàn khốc ấy với tâm thái ra sao. Đi thôi, tâm trạng Lâm Thu Thạch bỗng nhiên bình thản khác thường. Không, em không đi đâu, từ cần thì sợ gần chết, cứ gào khóc, em không muốn vào đó. Vừa nói cô vừa quay người loạn trọn bỏ chạy, được vài bước liền trượt chân ngã sóng xoài, cô gượng dậy chạy tiếp, chiếc ba lô rơi ra quên cả nhặt lại. Từ cần, Lâm Thu Thạch định đuổi theo nhưng bị Nguyễn Nam Trúc cản lại, hắn nói, cô ta không chịu thì thôi, đừng ép dù sao cửa mở rồi ai cũng vào được mà lâm thu thạch thở dài trình thiên lý lại gần nhặt ba lô của từ cần lên nói nhẹ thế hình như chị ấy mang theo hai bình nước mà sao cảm giác không phải khi xuất phát họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ ăn chưa ở ngoài trình thiên lý tận mắt trông thấy từ cần để hai bình nước vào ba lô sau khi đến đây họ luôn đi chung trình thiên lý nhớ chưa thấy từ cần uống nước lần nào mở ra coi Nguyễn Nam Trúc đột nhiên nói. Cứ thế mở ra được hả anh? Trình Thiên Lý hơi ngại, ba lô đựng đồ cá nhân của chị ấy mà. Nguyễn Nam Trúc sắp mất mạng rồi còn giữ quyền riêng tư làm cái gì? Nói chí phải, Trình Thiên Lý thỏ tay mở ba lô của từ cần ra. Chiếc ba lô màu trắng sữa dường như làm từ da dê, kiểu dáng khá bình thường. Từ khi đến đây từ cần luôn đeo bên mình, thi thoảng dùng để đựng đồ ăn và các vật dụng hàng ngày. Trình Thiên Lý mở ba lô ra thấy bên trong trống rỗng, chẳng có gì hết, cậu sướng sờ dây lát, chẳng có gì cả. Nguyễn Nam Trúc đưa anh xem nào, hắn đón lấy chiếc ba lô, kiểm tra kỹ một lượt, tìm thấy trong túi nhỏ ở mặt bên có một tờ giấy đã ố vàng. Gì thế này, Trình Thiên Lý ngẩn ra, không lẽ? Đây là loại giấy trong cuốn sổ nhật ký chúng ta tìm được trong tháp mà. Lâm Thu Thạch nhớ ra ngay tức thì, Nam Trúc, nhớ khi đó trong sổ có một trang bị xé không? đúng rồi đúng rồi trình thiên lý mau chóng bắt kịp diễn biến em nhớ ra rồi chính là cuốn sổ anh nguyễn mang về đó nguyễn nam chúc nghe hai người nói chuyện tiện tay mở tờ giấy ra chỉ thấy trên đó là một bức tranh vẽ hai cô gái nắm tay nhau cả hai mặc váy dài khuôn mặt non nớt đang mỉm cười bức tranh đáng lẽ không có gì đặc biệt nhưng nhìn kỹ mới thấy hai cô gái trong tranh giống từ cần y đúc Lâm Thu Thạch cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng sông lên tận óc cô ấy. Đã xé bức tranh đi lúc nào? Không biết, Trình Thiên Lý nói bằng giọng khô khốc, hôm đó đúng là chị ấy không cùng chúng ta lên đỉnh tháp mà. Lâm Thu Thạch hồi tưởng lại một chi tiết, khi ở đỉnh tháp, trong ảo giác cậu nhìn thấy từ cần đến chỗ chiếc trống và gõ vào đó. Rất nhiều những chi tiết kỳ lạ trước đây không mấy để tâm bỗng tràn vào đầu, là một người vào cửa lần đầu tiên nhưng biểu hiện của từ cần thật sự quá xuất sắc. Mặc dù luôn tỏ vẻ sợ hãi, nhưng cô chưa từng có hành vi sai lầm, thậm chí đôi lúc Lâm Thu Thạch quên mất bên cạnh có một người như thế tồn tại. Tức là, thực ra chỉ ta không phải người. Trình Thiên Lý nuốt nước bọt. Nguyễn Nam Trúc có vẻ là vậy. Vậy nếu cô ta biết chúng ta đã tìm ra chân tướng thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Lâm Thu Thạch nhìn tờ giấy. Nguyễn Nam Trúc gấp giấy lại để vào trong ba lô như cũ, chuyện này khá phức tạp, có nhiều khả năng có thể xảy ra đợi chút nữa tôi sẽ nói rõ. Hắn ngẩng lên nhìn tòa tháp, trời sắp tối rồi, chúng ta đi vào coi thử. Ừm, Lâm Thu Thạch gật đầu. Khi họ đến gần tòa tháp, Mông Ngọc đang đứng sẵn ở cửa, gã chỉ có một mình, đang mỉm cười tươi giói. Thấy có người đến, gã cất tiếng chào, mọi người tới rồi. Anh muốn vào chung hả? Nguyễn Nam Trúc hỏi. Mông Ngọc, đúng thế, chìa khóa chắc đang ở trong, để người khác vào tôi cảm thấy không yên tâm. Mông Ngọc nói ra những lời gần như ngạo mạn, nhưng vì khí chất hòa nhã của gã mà người nghe không cảm thấy khó chịu lắm. Nguyễn Nam Trúc nghe xong cười, vậy thì bọn tôi không dám vào, việc lấy chìa khóa chăm sự nhờ anh vậy, Lê Đông Nguyên. Mông Ngọc biến sắc, sao cô biết tên của tôi? Nguyễn Nam Trúc, có gì khó đâu. Hắn khẽ hất cầm lên, vẻ lạnh lùng trào phúng, ai chẳng biết Bạch Lộc nhận được một đơn hàng lớn, người đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ này, e rằng chỉ có anh Đông Nguyên đây. Lê Đông Nguyên nghe Nguyễn Nam Trúc nói vậy, ánh mắt trở nên đầy vẻ hứng thú, gã nhìn Nguyễn Nam Trúc từ đầu tới chân, tôi thì ngược lại chưa biết có một cô gái như cô, thú vị, rất thú vị, đợi khi ra ngoài tôi phải tìm cô nói chuyện mới được. Gã cười cười, một cô gái như vậy thật sự rất hiếm có. Lâm Thu Thạch nghe thấy nghĩ thầm, đúng rồi, rất là thú vị. Anh chắc chưa gặp cô gái nào cao to lừng lưỡng hơn anh đâu nhỉ. Lê Đông Nguyên nói đoạn quay lưng một mình đi vào trong tháp lâm thu thạch thấy vậy ngạc nhiên nói gã đi một mình thật sao nguyễn nam trúc chẳng hề để ý nói ra được thì tốt không ra được chúng ta cũng chẳng mất mát gì cứ chờ xem vậy là cả ba đứng ngoài tháp chờ đợi tiện thể thảo luận về từ cần không biết từ cần có quay lại hay không nếu có mọi người nên đối diện với cô ta như thế nào lâm thu thạch bóng gió nhắc nguyễn nam trúc đừng trêu chọc từ cần nữa nguyễn nam trúc từ chối thẳng thừng nói rằng lúc này còn không trêu đợi khi cô ta bộc lộ thân phận thì có muốn cũng chẳng trêu được nữa, ai làm chuyện kinh doanh lỗ vốn vậy. Lâm Thu Thạch, trêu gái có vẻ vui quá ha. Nguyễn Nam Trúc, thật ra trêu anh còn vui hơn. Lâm Thu Thạch, trời dần ngả bóng, mà Lê Đông Nguyên vẫn chưa đi ra. Lâm Thu Thạch đáng lẽ rất lo, nhưng thấy Nguyễn Nam Trúc nhởn nhơ như không, nên thật kỳ lạ là tâm trạng cậu cũng trở nên bình thản khi chỉ còn 5 phút là tới giờ hẹn với hướng dẫn viên du lịch, bên trong tòa tháp xương chợt vang lên một âm thanh dị thường. Rác, rác, âm thanh giống như tiếng xương gãy vỡ, cả tòa tháp to lớn bắt đầu sụp đổ, xương sầu từ trên cao rơi xuống khắp nơi. Ở lối ra xuất hiện một bóng đen, Lâm Thu Thạch định thần nhìn kỹ, đó chính là Lê Đông Nguyên. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất không phải là Lê Đông Nguyên, mà là chiếc chìa khóa đồng đẹp đẽ trong tay gã. Chìa khóa xuất hiện rồi, lâm thu thạch cảm thấy tim mình được thả lỏng lê đông nguyên mang chìa khóa đến trước mặt bọn lâm thu thạch xòe tay ra tiếp theo phải xem bản lĩnh của cô cô trúc nguyễn nam trúc nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy chìa khóa hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lê đông nguyên nói lâm thu thạch không ngờ gã dễ dàng giao chìa khóa ra như vậy thầm kinh ngạc trình thiên lý hoàn toàn bình thản vẻ như tình huống này khá là thông thường tới giờ hẹn hướng dẫn viên xuất hiện, vẫy lá cờ nhỏ, bắt đầu dục mọi người rời đi. Lúc này sắc trời bắt đầu tối dần. Lâm Thu Thạch trông thấy từ cần trong đám đông, Trình Thiên Lý đem trả ba lô, cô ta nhận lấy hết sức tự nhiên, như thể hoàn toàn không biết trong ba lô có cái gì. Mọi người vào tháp rồi hà Từ cần khẽ hỏi, có tìm thấy xương cốt của cô em gái không? Không, Nguyễn Nam Trúc đáp, bọn tôi chẳng tìm thấy gì. Ồ, từ cần thất vọng lên tiếng, cô ta định nói thêm gì đó nhưng lời tới miệng lại nuốt vào trong nếu là thường ngày nhất định trình thiên lý sẽ hỏi chị đang nghĩ gì đấy nhưng sau khi biết chuyện từ cần không phải người nó cảm thấy giữa hai bên đã xuất hiện khoảng cách sợ mình lỡ lời hỏi những việc không nên hỏi vậy nên dọc đường trở về tất cả đều im lặng hướng dẫn viên nói thời gian biểu của ngày hôm sau rồi từ biệt như thường lệ mọi người tập trung ăn cho xong bữa tối trong thời gian này Lâm Thu Thạch để ý ánh mắt từ cần luôn liếc về chiếc túi của Nguyễn Nam Trúc. Trong túi của Nguyễn Nam Trúc có một vật khá đặc biệt, đó là khúc xương chân của cô chị đã được chế tác thành cây sáo. Từ cần có vẻ cực kỳ quan tâm tới vật này. Trường 36 nửa đêm. Theo lý mà nói, Nguyễn Nam Trúc là người rất nhạy cảm với xung quanh, không thể không để ý biểu hiện khác thường của từ cần. Nhưng hắn hoàn toàn không có động thái gì, sắc mặt từ đầu chí cuối chẳng hề thay đổi. Ăn cơm xong, nguyễn nam trúc vẫy tay gọi lâm thu thạch đến một góc vắng chuyện gì vậy lâm thu thạch hỏi tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện chú ý một chút nguyễn nam trúc nói nếu tôi ngủ say quá nhất định phải gọi tôi dậy sẽ xảy ra chuyện gì lâm thu thạch hỏi liên quan đến từ cần sao lúc này nguyễn nam trúc chưa thể đưa ra một đáp án hoàn chỉnh hắn nói chỉ là phỏng đoán thôi ừm lâm thu thạch gật đầu không hỏi thêm nữa, tôi sẽ chú ý. Đêm đó không khí trong phòng vô cùng quái dị, Trình Thiên Lý nằm cuộn tròn trên giường như con cún đang sợ hãi, Nguyễn Nam Trúc thì say ngủ từ lâu, chỉ còn Lâm Thu Thạch khổ sở không thể chợp mắt. Cậu nhắm mắt lại, nhưng đầu óc quá tỉnh táo, bất cứ động tĩnh nào xung quanh cũng nghe rõ mồn một, tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, thậm chí cả tiếng của ánh trăng màu bạc. Đó là một trạng thái khó có thể dùng ngôn ngữ nào miêu tả qua thính giác, đầu óc cậu hiện ra từng khung cảnh hoàn chỉnh. Nhưng trạng thái tĩnh mịch đó mau chóng bị một thứ phá vỡ. Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng loạt soạt. Nửa đêm bỗng nghe tiếng động khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng. Lâm Thu Thạch nghe rõ có người leo xuống giường, khẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu hé mắt nhìn, thấy người đó là từ cần. Nam Trúc, Nam Trúc, Lâm Thu Thạch khẽ lay Nguyễn Nam Trúc, định gọi hắn dậy. Nhưng Nguyễn Nam Trúc chẳng hề nhúc nhích, giống như không phải ngủ mà là bị đánh thuốc mê vậy. Lâm Thu Thạch đẩy thêm mấy cái mà hắn hoàn toàn không phản ứng, Lâm Thu Thạch đành gọi Trình Thiên Lý không ngờ Trình Thiên Lý cũng mê man không thể gọi được. Nếu còn trần trừ, từ cần sẽ biến mất khỏi hành lang. Lâm Thu Thạch do so dự một lát, rồi đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm tra. Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn đi giày, bám theo hướng tiếng bước chân. Từ cần đi hết hành lang dài, rời khỏi dãy nhà trúc, có lẽ đi vào trong rừng lâm thu thạch không dám đi theo đành đứng từ xa nhìn khi sắp biến mất trong những tán cây rậm gì từ cần đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn mảnh trăng màu bạc sau đó bắt đầu cởi đồ cảnh này khiến lâm thu thạch ngẩn ra cậu không ngờ từ cần sẽ làm vậy đầu tiên là áo ngoài sau đó là áo phông cuối cùng là nội y từ cần cởi sạch trơn ánh trăng trắng bạc rọi xuống khiến tấm thân trắng mút trông như một mảnh ngà voi thấp thoáng tỏa ra ánh sáng mê hồn Dĩ nhiên, Lâm Thu Thạch không dám nhìn nữa. Không nhìn điều gì trái lễ, không nghe điều gì trái lễ. 20 chỉ xem khoảng một nửa là Lâm Thu Thạch nhìn đi chỗ khác, đến khi âm thanh tiếp theo vang lên. Đó là âm thanh như xé vải. Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc, thận trọng đưa ánh mắt trở lại chỗ từ cần. Khoe mắt mới thoáng nhìn, cả người cậu chợt dùng mình. Từ cần vẫn chưa thoát y xong, cởi đồ rồi, cô ta bắt đầu cởi lớp da của mình. Cô ta nắm chặt bộ tóc, sau đó xé từng mảnh da lớn, từ đầu xuống cổ, xuống thân người. Làn da trắng sáng bị thay thế bởi máu thịt bầy hầy, Lâm Thu Thạch có thể nhìn thấy những thớ thịt đỏ hồng và những đầu xương trắng hiếu. Sau khi tự lột da mình, dường như từ cần nhận ra ánh mắt của Lâm Thu Thạch, cô ta quay lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Cái miệng rộng ngoác hé ra một cung độ lớn không thể tưởng tượng, thậm chí Lâm Thu Thạch có thể trông thấy rõ từng chiếc răng trắng ẩn và cái lưỡi đỏ như máu, nếu là Lâm Thu Thạch trước đây nhìn thấy một cảnh như vậy chắc đã sợ cứng người, nhưng trải qua vài bận rèn rũa, hiện giờ khả năng chịu đựng trước các cảnh kinh dị của cậu đã rất khá rồi, vậy mà tay chân vẫn cứ tê dại đi vì khiếp hãi. Chị ơi, chị ơi, con quái vật cất giọng cười ha hả nó mẹo đầu nhìn qua phía Lâm Thu Thạch đang núp rồi đi về hướng cậu, chị đang ở đâu, chị đang ở đâu. Lâm Thu Thạch không dám dừng lâu, quay người bỏ chạy. Trở về dãy nhà trúc cậu dùng hết sức bình sinh lay nguyễn nam trúc nhưng hắn ngủ say như chết hoàn toàn không có phản ứng nào lúc này tiếng bước chân nhấp nháp kia đã vang lên ở hành lang rầm 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 con quái vật đập cửa thình thình nó nằm dạp trên đất nhìn vào phòng qua khe hở mở cửa ra mở cửa ra lâm thu thạch bắt đầu hối hận vì tính tò mò đáng chết của mình cũng may tiếng đập cửa vang lên một lúc thì dừng lâm thu thạch đang định thở phào thì bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng động thót tim, quay ra đã thấy thứ đó đang trèo vào phòng qua cửa sổ. Khốn nạn, thật là chịu hết nổi, Lâm Thu Thạch vội lùi lại mấy bước, tránh xa cái cửa. Con quái vật không ra dễ dàng leo vào phòng, nó dạp mình ra đất, bắt đầu giờ dẫm tư phía bằng tay. Lâm Thu Thạch nhìn tư thế của nó chợt nghĩ ra một ý, vội trèo lên giường. Chị đang ở đâu, chị đang ở đâu, vẫn là giọng nói của từ cần, nhưng giờ đây khiến người ta lạnh người. Quái vật bò trên đất lần mò khắp nơi, khi bò đến chỗ giường của Lâm Thu Thạch, con quái càng bị ép sát mặt đất không ngóc đầu dậy được, chỉ có thể dùng đôi tay đầy máu sờ lần trong gầm giường. Lâm Thu Thạch khẽ thở phào, biết suy đoán của mình không hề sai. Trước đây cậu cùng Trình Tiên Lý ngủ chung giường, sáng tỉnh dậy thấy vết tay máu in đầy bên dưới, chắc không phải do quái vật mềm lòng tha cho hai người, mà là nó không thể đứng dậy được rát giường bị gõ mạnh, giọng của quái vật chỉ cách lâm thu thạch trong gang tấc. Nó dùng móng tay cào lên lớp rát mỏng bằng gỗ, như thể chỉ vài giây nữa là cào thủng rát chui lên. Lâm thu thạch nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy gì. Không rõ những âm thanh ghê tai tiếp diễn trong bao lâu, chỉ biết khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, cũng là lúc ở đường chân trời sáng lên những tia nắng đầu tiên. Từ cần trở lại phòng từ bao giờ, dĩ nhiên là sau khi đã mặc lại bộ da người nguyễn nam trúc bị ánh nắng làm tỉnh giấc giơ tay dụi mắt rồi quay sang chào lâm thu thạch chào buổi sáng lâm thu thạch mệt mỏi đáp lại chào nguyễn nam trúc dần tỉnh hẳn khỏi cơn mơ hắn để ý thấy sắc mặt lâm thu thạch trông khá tệ anh sao vậy rồi nhanh chóng hiểu ra đêm qua xảy ra chuyện à lâm thu thạch liếc nhìn từ cần cũng vừa mới dậy nói thầm chút nữa ra ngoài nói nguyễn nam trúc gật gật đầu Hai người lặng lặng rời khỏi phòng tìm một góc khuất, Lâm Thu Thạch kể lại những gì mắt thấy tai nghe đêm qua với Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc nghe xong nhíu mày, sao không gọi tôi dậy? Lâm Thu Thạch, gọi rồi, nhưng anh không tỉnh nổi. Ồ, Nguyễn Nam Trúc, xem ra phòng đoán của chúng ta là chính xác. Từ cần chính là cô em gái đi tìm chị, hiện giờ chìa khóa đồng đã ở trong tay, căn cứ theo gợi ý đem cô em tới gặp chị, đó sẽ là lúc cửa sẽ xuất hiện. Cô ta thuộc loại nào nhỉ? Liệu có biết thân phận thật của mình không? Lâm Thu Thạch cảm thấy thật khó tin. Nếu từ cần biết mình không phải người thì kỹ năng diễn xuất của cô ta thuộc loại thượng thừa. Nếu không biết thì tất cả chuyện xảy ra đêm qua có ý nghĩa gì? Có thể trong những điều kiện đặc biệt, cô ta sẽ biến thành em gái. Nguyễn Nam Trúc trầm tư, ví dụ vào ban đêm, anh nghĩ lại xem đêm qua có gì đặc biệt. Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ, cuối cùng phát hiện một điểm khác thường. Hôm qua hình như là ngày rằm, sở dĩ cậu nhận ra chi tiết này vì mặt trăng đêm qua rất sáng. Sáng như ban ngày vậy, đi ra ngoài thậm chí không cần đèn đúc gì, mà Lâm Thu Thạch vẫn có thể nhìn rõ tất cả cảnh vật xung quanh. Ừm, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, tôi biết rồi. Hai người bàn bạc thêm một vài chuyện rồi quay trở lại nhà ăn. Lúc bấy giờ đã có kha khá người chơi tụ tập ăn sáng. Sau khi ngồi bên bàn một lát, Lâm Thu Thạch thấy Trình Thiên Lý và Từ Cần đến, Trình Thiên Lý thì không nói, từ cần trông có vẻ tươi tỉnh no giấc lắm. Ai mà ngờ con quái vật cả đêm qua trườn bò trong phòng chính là cô ta. Em thấy có dấu tay máu mới. Trình Thiên Lý hút một miếng cháo, run rẩy nói, mọi người đã thấy chưa? Thấy rồi, Lâm Thu Thạch đáp. Trình Thiên Lý, nhưng em chẳng nghe thấy gì, rốt cuộc là cái gì hả anh, liệu nó có bò lên giường mình không? Vừa tỉnh dậy thằng nhóc đã thấy mặt đất khắp phòng in đầy dấu tay đỏ lòm, giống như có thứ gì bò quanh phòng lục lọi tìm đồ, thật là khiến người ta phải rợn tóc gáy. Trình Thiên Lý không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra đêm qua, khi tất cả đang say giấc. Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, hay đêm mai em thức canh thử xem. Không, anh điên à, Trình Thiên Lý tức thì rụt cổ lại. Lâm Thu Thạch tuy biết chuyện xảy ra, nhưng không dám nói. Cậu liếc nhìn từ cần, nhận thấy khi Trình Thiên Lý nói đến các dấu tay, khuôn mặt từ cần không có biểu hiện khác thường ngược lại có vẻ vô cùng sợ hãi cả người bắt đầu run lên cầm cập hôm nay lại đi đền thần nguyễn nam trúc hy vọng không xảy ra sự cố ừm lâm thu thạch gật gật đầu hướng dẫn viên lại xuất hiện đưa mọi người tới nơi cần tới đây đã là lần thứ ba họ đến đền thần khuôn mặt ai nấy không còn vẻ tò mò và sợ hãi ngược lại trông họ rất buồn bực ai cũng muốn mau chóng được trở về thế giới thực chuyến tham quan này mang điểm khác biệt duy nhất là không còn nghe thấy tiếng nhạc. Những người khác không biết vì sao, chỉ có bọn Lâm Thu Thạch hiểu rõ, bởi vì cây sáo xương dùng để tấu nhạc đang nằm trong ba lô của họ. Chúng ta có nên thử đưa từ cần lên nóc đền không? Lâm Thu Thạch đưa ra ý tưởng, mặc dù vẫn còn băn khoăn. Tôi nghĩ là được, Nguyễn Nam Trúc nói. Do đó cả nhóm bàn cách lên đỉnh thần điện lần nữa. Từ cần im lặng lắng nghe, khi nghe tới việc cả bốn cùng lên, Cô ta phản đối kịch liệt. Em không đi đâu, sợ lắm." Từ Cần lắc đầu, nước mắt trực trào ra, "Em không muốn lên thật mà, đừng bắt em lên." "Sao chị lại không muốn?" Thấy Từ Cần nhất quyết không chịu, Nguyễn Nam Trúc không cưỡng ép, mà giọng nói càng thêm dịu dàng. "Tôi sợ." Từ Cần đáp, cảm giác như lên đấy, tôi sẽ chết." Lâm Thu Thạch định nói gì đó nhưng Nguyễn Nam Trúc gật gù cắt ngang, "Nếu đã thế thì thôi chị đừng lên." Từ cần thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thu Thạch không ngờ Nguyễn Nam Trúc lại dễ dàng thỏa hiệp, cậu cảm thấy khó hiểu, nghĩ bụng chờ khi thích hợp phải hỏi mới được. Thông thường mà nói, lẽ ra cô ta phải rất muốn lên mới đúng, bây giờ bảo như vậy chắc chắn là có lý do gì đó. Nguyễn Nam Trúc nói, nguyên nhân gì, Lâm Thu Thạch cảm thấy đầu óc mông lung. Nguyễn Nam Trúc nói, tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Họ ngồi trong môi đền, bắt đầu ngẫm nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Trình Thiên Lý thì dẫn từ cần đi dạo lung tung trong đền. Một lát sau, Trình Thiên Lý đột nhiên lén lút chạy lại chỗ hai người, nói nó phát hiện ra một bí mật. Chuyện gì, Nguyễn Nam Trúc liếc nó một cái. Trình Thiên Lý đáp, trước đây chúng ta từng thấy một dãy phòng nhỏ khóa trái bên trong để tượng điêu khắc phải không? Có một phòng trong số đó đang mở cửa. Nguyễn Nam Trúc, hai người vào chưa? Trình Thiên Lý ngượng ngùng cười, không dám vào. Nguyễn Nam Trúc, thế thì khóa cửa lại. Trình Thiên Lý, chúng ta không vào ư. Nó hạ thấp giọng, không muốn để từ cần nghe thấy cuộc đối thoại của mình với Nguyễn Nam Trúc. Em để ý sau lưng các pho tượng trong phòng hình như có một bức bích họa. Bích họa dường như là một thủ pháp ghi chép sự kiện quan trọng của tôn giáo này. Nếu xem bích họa biết đâu có thể tìm ra lý do từ cần không chịu lên nóc ngôi đền. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc đưa mắt nhìn nhau, cậu đứng dậy phủi phủi mông đi xem thử. Nguyễn Nam Trúc gật đầu cả ba đi theo hướng Trình Thiên Lý dẫn dắt. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho năm sáu người đứng bên trong. Cả nhóm cùng vào quả thực hơi khó thở, cho nên Trình Thiên Lý và Từ Cần ở lại bên ngoài, để cho Nguyễn Nam Trúc và Lâm Thu Thạch vào phòng. Chính giữa căn phòng là một pho tượng phủ vải đỏ, nhìn đường nét bên ngoài có lẽ là một pho tượng Phật. Nguyễn Nam Trúc đi vòng qua tượng, tiến thẳng đến bức tường phía sau. Quả nhiên trên đó có bức họa, nhưng bức họa quá dối rắm khó hiểu, không thể biết vẽ về cái gì. Lâm Thu Thạch không hiểu thì không nói, ngay đến Nguyễn Nam Trúc cũng phải cau mày. Lâm Thu Thạch không dám làm phiền Nguyễn Nam Trúc suy nghĩ, bèn quan sát một lượt quanh phòng. Căn phòng nhỏ quá, cũng không có vật gì đáng chú ý, thứ duy nhất tương đối nổi bật là pho tượng phủ vài đỏ. Tượng có kích thước ngang một người lớn, đặt đứng ở vị trí chính giữa phòng. Lâm Thu Thạch định nhìn qua chỗ khác thì bỗng giật mình. Ban đầu cậu cho rằng bản thân nhìn nhầm, vội dụi mắt thật mạnh, nhìn lại cái nữa phát hiện mình không hề nhìn lầm, pho tượng trước mắt cậu rõ ràng đang động đẩy, dù rất khẽ. Nam Trúc, Lâm Thu Thạch nghiêng người kéo tay Nguyễn Nam Trúc ra ngoài đi. Nguyễn Nam Trúc vẫn tập trung ngắm bức bích họa nói, tôi muốn xem thêm một lát. Lâm Thu Thạch này ra một ý, dùng điện thoại tôi chụp lại ra ngoài tha hồ xem. Vừa nói cậu vừa để ý tấm vải đỏ bắt đầu kêu sột soạt, như có vật gì sắp giật tấm vải nhào ra. Nguyễn Nam Trúc nhận thấy biểu hiện khác lạ của Lâm Thu Thạch, bèn đánh mắt nhìn xung quanh, tức thì nhận thấy điểm đáng nghi, bèn gật đầu nói đi thôi. Lâm Thu Thạch thở hắt ra. Hai người rời khỏi phòng cũng là lúc pho tượng bắt đầu rung động mạnh, Lâm Thu Thạch đóng cửa lại đúng lúc tấm vải rơi xuống. Bên dưới mảnh vải đỏ chính là quái vật bị lột ra họ đã trông thấy ở đại điện trước đây. Trong tay quái vật cầm một con dao nhọn hoắt, cơ thể cứng đờ dần trở nên linh hoạt. Khốn kiếp, cũng may ra kịp, Lâm Thu Thạch sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Chờ chút, Trình Thiên Lý như phát hiện điều gì, giọng nói đột nhiên trở nên sợ hãi, khóa các căn phòng trên hành lang bị ai mở ra hết rồi. Lâm Thu Thạch ngẩn ra, khi cậu ngẩng lên nhìn, quả thật phát hiện tất cả các ổ khóa trên hành lang đều đã biến mất, dường như có ai đó cố tình làm vậy. Cậu vội vãi nhặt ổ khóa từ dưới đất, nhìn sơ qua, sắc mặt tái mét bị đập vỡ rồi tiếng những miếng vải rơi xuống đất vang lên loạt soạt, Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tư phía, nhận thấy nơi họ đang đứng đã có ba, bốn miếng vải nhăn nhúm nằm dưới đất để lộ lũ quái vật bị lột ra. Dĩ nhiên, thứ nổi bật nhất vẫn là con dao dài trên tay bọn chúng. Món này mà dùng để chém người thì một nhát đủ xiên vai ba mạng ngọt như xiên hồ lô đường. Bọn Lâm Thu Thạch quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt dọc đường họ chạm mặt những người chơi khác bèn hô hoán lên, tất cả mọi người chẳng mấy chốc đều tụ tập ở đại điện, ai đó đang khua chân múa tay tường thuật sự việc, lẩy bẩy trò vào hành lang hôn hút. Thế chúng ta còn ở đây chờ chết sao? Có người gợi ý cả bọn thoát ra bên ngoài đền. Anh không nhớ người đầu tiên chạy ra ngoài có kết cục thế nào à? Một người phản bác. Nhưng bây giờ đâu có mưa, phe ủng hộ việc chạy ra ngoài chưa chịu bỏ cuộc. Tiếng bàn luận ồn ào vang khắp đại điện nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra mình không có nhiều thời giờ để tranh luận vì lũ quái vật với những con dao dài lăm lăm trên tay đã xuất hiện trước mắt nguyễn nam trúc thấy không ổn vội nói mau chạy ra ngoài lâm thu thạch nối gót nguyễn nam trúc nhóm bốn người vội vàng rời khỏi đại điện phía sau họ là một vài người khác nhưng phần lớn bọn họ vẫn nhớ đến gã tóc vàng bị lăng trì dưới mưa nên vẫn chôn chân một chỗ chỉ giây lát do dự đổi lấy việc vài người trong số họ bị quái vật bắt được và cũng trong khoảnh khắc đó những người đã chạy ra khỏi ngôi đền hiểu ra món vũ khí trong tay quái vật dùng để làm gì đó là một công cụ lột da cực kỳ lý tưởng lưỡi dao lách vào da đầu kéo xuống lớp da dễ dàng tách ra trong tiếng kêu la thảm thiết lớp da người mềm mại tẽ ra làm hai phần để lộ bắp thịt đỏ lòm bên trong á á á á á đôi nam nữ bị bắt kêu lên kinh hoàng cả hai dãy rộ như mất trí nhưng lũ quái vật giữ quá chặt cho tới khi lưỡi dao kéo tới ngực, họ mới hoàn toàn đứt hơi. Bởi cảnh tượng quá mức kinh khủng, tất cả những người khác đều hoàn toàn im lặng. Ra, đưa ra cho ta, đưa ta, em gái, một giọng bé gái vang lên từ trên trần ngôi đền, giữa bóng tối mơ hồ không thấy rõ, xuất hiện một đôi tay màu đỏ, đôi tay nhặt lấy lớp da vừa bị lột, khẽ mân mê, bỗng ném mạnh xuống đất, không phải của ta, không phải của ta, âm thanh càng lúc càng trói tai, khiến màng nhĩ đau nhức hai cái xác sau khi lột ra bị lũ quái vật băm nát, Lâm Thu Thạch bỗng giật mình hiểu ra, thứ thịt vụn ở trên các bình đài bằng gỗ xuất phát từ đâu. Sau khi giết đi hai người, lũ quái đưa mắt nhìn những kẻ đứng ngoài cửa. Chưa cái nhìn chằm chằm từ những hốc mắt đen xì, tất cả mọi người đều nín thở, Lâm Thu Thạch thậm chí còn người thấy mùi khai, có ai đó sợ quá tẻ luôn ra quần. Giết, giết tê, tê tê tiếng lưỡi dao sắc bén kéo lê trên mặt đất nghe mà ghê rợn, rốt cuộc có người chịu không nổi bầu không khí rùng rợn, người đó hét lên một tiếng chạy biến vào rừng. Những người còn lại tuy không nhúc nhích, nhưng vẻ sợ hãi ngập tràn ánh mắt họ. Trình Thiên Lý lắp bắp hỏi tụi nó định giết hết bọn mình à? Nguyễn Nam Trúc nói, mọi người bình tĩnh đi, chúng không thể giết hết tất cả mọi người được. Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là lũ quái vật như bị một vật vô hình chặn đứng, chúng không thể ra khỏi bậc thềm ngôi đền, mà bắt đầu đi đi lại lại quanh đó thấy vậy ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng không thể rời khỏi đền được, Lâm Thu Thạch nói, trừ phi, có mưa. Ừ, Nguyễn Nam Trúc vẫn chưa hết đăm chiêu, hắn liếc nhìn từ cẩn, hình như chúng ta bỏ sót thứ gì rất quan trọng. Thứ gì rất quan trọng, Lâm Thu Thạch lặp lại lời của Nguyễn Nam Trúc, thứ gì rất quan trọng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu thốt lên, chúng ta quên không mang cái trống theo. Nếu kẻ trong ngôi đền là cô chị, lớp da của cô được dùng làm mặt trống, mà chiếc trống lại nằm trong tay cô em, như vậy cô chỉ tìm em cũng là đi tìm bộ da của mình. Chật, quên mất cái trống, Nguyễn Nam Trúc nói, đúng là hơi xuống phong độ thật. Một vật quan trọng như vậy mà hắn lại quên bén, nói cách khác, khi rời khỏi tháp đá hôm ấy, chẳng có ai trong số họ nghĩ đến việc mang chiếc trống theo. Không, không thể trách em, Lâm Thu Thạch nói, đâu ai biết điều kiện kích hoạt tử vong là gì, mộ nhỡ di chuyển chiếc chống gây chết người thì sao? Nguyễn Nam Trúc lắc đầu không nói. Chứng kiến người mình quen biết bị lột ra ngay trước mắt, chẳng ai trong số họ muốn trở lại ngôi đền, huống hồ ai biết lũ quái vật đang ẩn nấp ở đâu. Mọi người phờ phạc ngồi trong khoảng sân trước đại điện, im lặng chờ đợi hướng dẫn viên xuất hiện. Người ban nãy chạy vào rừng đã trở lại, thần chí hoảng hốt, làm nhảm không ngừng, như thể đã phát điên sự cố lần này thật sự là một đả kích không hề nhỏ. Lâm Thu Thạch nhìn chung vẫn trụ được, thi thoảng trao đổi vài ba câu với Trình Thiên Lý, nhằm xua bớt sự căng thẳng nặng nề đang bùa vây. Từ cần ngồi bất động, im lặng nhìn phía trước, Trình Thiên Lý gọi mà như không nghe gì. Nếu là trước đây, Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ cô ta đang sợ, nhưng trải qua chuyện đêm trước, cậu đã có cách nghĩ mới. Từ cần có sợ thật hay không, cô ta đang sợ lũ quỷ hay một cái gì khác. Dĩ nhiên trước mắt chuyện này chưa có lời giải. Vẫn như mọi khi, hướng dẫn viên xuất hiện đúng giờ đã hẹn. Thấy nhóm khách của mình thiếu hai người nhưng cô ta hoàn toàn không ý kiến, chỉ cười dạng người đưa cả đoàn về nghỉ. Bữa tối hầu như bị ế hưu ế hắt, phần lớn mọi người đều về phòng nghỉ ngơi rất sớm. Lê Đông Nguyên có vẻ như không bị ảnh hưởng nhiều, gã im lặng ăn bữa tối, sau đó hẹn Nguyễn Nam Trúc ra ngoài nói chuyện. Hai người nói với nhau những gì không ai hay biết, nhưng sau khi trở lại thì trông cả hai đều rạng rỡ hẳn lên. Nghỉ sớm, trước khi đi ngủ, Nguyễn Nam Trúc nói, tối nay tốt nhất đừng có tỉnh dậy nhé. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Trúc ngủ ngon, Trình Thiên Lý ngáp dài, nhắm mắt lại. Trúc ngủ ngon, Lâm Thu Thạch tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Trường 37 chị gái của Từ Cần. Nếu ở thế giới thực, mỗi tháng chỉ có một lần trăng tròn. Nhưng thế giới trong cửa vốn dĩ không có logic, những sự kiện vừa qua cho thấy, họ chỉ đang không ngừng lặp lại thời gian của hai ngày đầu. Đồ ăn giống y như nhau, điểm tham quan giống y như nhau, ngay đến lời thoại của hướng dẫn viên cũng không một chút khác biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, phòng ngủ của bọn Lâm Thu Thạch không thấy xuất hiện vết tay máu, giả thuyết của Lâm Thu Thạch đã được chứng thực, chỉ vào cái đêm tháp xương xuất hiện, từ cần mới lẳng lặng ra ngoài, chút lớp da của mình xuống. Hôm nay, chuyến tham quan trở lại với rừng tháp nguyễn nam trúc quyết định hôm nay phải mang chiếc trống về quyết định này có vẻ khá mạo hiểm nhưng trước mắt không còn đầu mối nào khác họ chỉ còn cách thử hết mọi phương án có thể sau quãng đường dài vượt dốc băng đèo rốt cuộc họ đã đặt chân tới rừng tháp tòa tháp trung tâm lần trước biến thành tháp sương quả nhiên đã khôi phục nguyên trạng đỉnh tháp cao vút tầng mây nửa trên gần như chìm trong sương rừng bọn nguyễn nam trúc và lâm thu thạch chạy thẳng lên đỉnh tháp giao từ cần cho lê đông nguyên chăm sóc dĩ nhiên họ lấy lý do trên tháp có nhiều nguy hiểm nếu từ cần thấy sợ tốt nhất nên ở dưới chờ đợi từ cần thấy vậy định nói gì rồi lại thôi cô ta có vẻ muốn cùng họ lên trên lê đông nguyên khẽ cười đặt tay lên vai cô ta nói đừng lo quá cứ ở dưới chờ với tôi họ sẽ không xảy ra chuyện đâu từ cần ngập ngừng gật đầu sau khi gửi gắm từ cần xong bọn nguyễn nam trúc và lâm thu thạch tiếp tục leo lên trên đường đi nguyễn nam trúc nói hôm qua trước khi xảy ra sự cố, anh có nhớ bức bích họa chúng ta đã trông thấy không? Anh nói bức tranh trên tường đó à? Lâm Thu Thạch hồi tưởng. Đúng, Nguyễn Nam Trúc nói, nội dung bức họa đêm qua tôi đã nghĩ kỹ, hiện tại gần như hiểu rồi. Lâm Thu Thạch, bức họa đó có ý nghĩa gì? Trong lúc họ nói chuyện thì đỉnh tháp đã ở ngay trước mặt, khi vượt qua khúc quanh cuối cùng, Trình Thiên Lý đi đầu đột nhiên khựng lại, tuy nó không lên tiếng, nhưng lâm thu thạch đã nhìn thấy nét sợ hãi trong mắt nó chuyện gì vậy lâm thu thạch thầm kinh sợ trong lòng khẽ hỏi có có người trình thiên lý gượng quay đầu trên trống có người ngồi lâm thu thạch tiến lên một bước nhìn thấy cảnh tượng trong đôi mắt sợ hãi của trình thiên lý trên chiếc trống vừa tầm màu đỏ có một cô gái đang ngồi tuy cô ta quay lưng lại phía cầu thang nhưng từ cách ăn mặc rõ ràng chính là từ cần người đáng lẽ đang ở dưới đất cùng Lê Đông Nguyên. Từ cẩn quỳ một chân trên mặt trống, tư thế lom khom rất quái dị, cô ta chậm rãi giơ tay lên, định đánh vào mặt trống bên dưới, Nguyễn Nam Trúc vội kêu lớn, từ cẩn, chỉ cô đang tìm cô. Từ cẩn chợt sững lại. Nguyễn Nam Trúc nói, chỉ cô hỏi bao giờ cô trả bộ ra lại cho cô ấy. Từ cẩn chầm chậm quay đầu, khi nhìn thấy mặt chính diện của cô gái, tất cả những ai có mặt đều nín thở, đó không phải là từ cần mà là một tấm da mang hình dạng người. Tấm da vẫn giữ được hình dạng như khi mới lột, như thể có khung xương chống đỡ bên trong, khiến nó đứng vững trên mặt trống. Nhìn từ phía chính diện, thậm chí có thể trông thấy các bộ phận bên trong lớp da, Trình Thiên Lý suýt nữa hét lên, cũng may vào giây phút quyết định nó kịp đưa tay lên bịt miệng mình. Từ Cẩn, Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi thở mình rối loạn, cậu bắt đầu không thể khẳng định tấm da người kia là Từ Cẩn hay là chị của Từ Cẩn. Nguyễn Nam Trúc vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, đứng trước cảnh tượng ghê rợn, giọng nói hắn thậm chí chẳng thêm bớt bao nhiêu cảm xúc, rút từ trong túi ra cây sáo xương, hắn đặt lên miệng, thổi. a a a à, Tấm da người đột nhiên phát ra tiếng hét thất thanh, vết sẹo nơi hung khí tách ra ra khỏi cơ thể thoát ra như một chiếc miệng rộng ngoác, tiếng kêu chói tai phát ra từ đó. Lâm Thu Thạch vốn có đôi tai nhạy bén, tiếng kêu có âm lượng quá lớn khiến hai mắt cậu tối sầm, Lâm Thu Thạch lập tức mất xỉu, trước đó, cậu lờ mờ trông thấy tấm da lao vào chỗ ba người. Có ai đó đang cãi vã, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, khiến đầu lâm thu thạch nhức bút. Cậu gắng gượng mở mắt ra, thấy Nguyễn Nam Trúc và Lê Đông Nguyên dường như đang tranh chấp gì đó, xem tình hình rất căng thẳng. Lê Đông Nguyên nói, Trúc Manh, tôi xin lỗi, việc này thật sự vượt ngoài dự liệu của tôi. Trước thái độ khẩn cầu của Lê Đông Nguyên, Nguyễn Nam Trúc hoàn toàn không định bỏ qua, nếu xin lỗi là được thì mọi người đâu phải chết. Lê Đông Nguyên, thế nào cũng có cách cứu vãn thôi. Nguyễn Nam Trúc đang định phản bác chợt thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh. Hắn đảo mắt một cái, lập tức máu diễn xuất nổi lên, sán đến chỗ Lâm Thu Thạch khóc lóc. Lão dự à, cuối cùng anh đã tỉnh, không có anh người ta bắt nạt em dữ quá. Người ta thấy cô Nhi quả phụ, không muốn cho em con đường sống. Lâm Thu Thạch, cô Nhi quả phụ, thôi được rồi bỏ qua cái quả phụ còn cô Nhi ở đâu ra mà có. Nguyễn Nam Trúc giơ tay gõ đầu Trình Thiên Lý đang mải miết ăn lương khô gần đó, thằng ngốc, ba mày gọi mày kìa. Trình Thiên Lý bỏ miếng lương khô xuống, gào lên, ôi giời ơi bố ơi, mẹ con bị người ta bắt nạt. Lâm Thu Thạch, nhóc ơi tỉnh lại đi, đừng bị cuốn theo sự xàm xí của Nguyễn Nam Trúc chứ. Lê Đông Nguyên thấy người tung kẻ hứng, phải cố gắng lắm mới giữ cho vẻ mặt không trở nên vặn vẹo nhăn nhó, gã hít một hơi thật sâu, có lẽ để chốt ra một thứ cảm xúc nào đó, nói, đợi khi ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ muốn gặp cô. Nguyễn Nam Trúc cười nhạt không nói gì. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thôi bỏ đi, ra ngoài mà gặp lại Nguyễn Nam Trúc Anh sẽ càng tổn thương thêm mà thôi. Cậu lồm cồm bò dậy từ mặt đất, xoa mạnh lỗ tai, cảm thấy trong tai vẫn còn những âm thanh méo mó, ban nãy. Thế nào? Nguyễn Nam Trúc nói, bộ ra lao về phía tụi mình. Lâm Thu Thạch, rồi sao nữa? Nguyễn Nam Trúc, sau đó tôi mất 10 phút dậy cho nó cách đối nhân xử thế. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc, nó thấy tôi nói đúng quá nên bỏ đi. Lâm Thu Thạch, đùa vui quá ha. Nguyễn Nam Trúc, vui lắm luôn. Lâm Thu Thạch, được rồi, thôi anh vui là tốt rồi. Đùa chán, Nguyễn Nam Trúc thuật lại cho Lâm Thu Thạch nghe những việc đã xảy ra. Hóa ra sau khi làm Lâm Thu Thạch mất đi vì tiếng hét của nó, bộ da người cũng đã chọc điên nguyễn nam trúc nhân lúc nó lao tới chỗ ba người nguyễn nam trúc cũng lao vào cái trống rút cây sáo ra nhắm thẳng vào mặt trống dọa còn làm cho tao đập nát cái trống này ra bộ da không phải loại không não nó lập tức dừng động tác sau đó nhảy vào bức tường rồi biến mất nguyễn nam trúc và trình thiên lý khó khăn lắm mới khiêng được lâm thu thạch xuống dưới gặp được lê đông nguyên đang đứng đó một mình nguyễn nam trúc hỏi từ cần đâu lê đông nguyên chỉ tay ra ngoài nói gã đang hút thuốc, quay ra quay vào thì từ cần đã biến mất, chẳng biết chạy đi đâu. Nguyễn Nam Trúc nghe thế lại chẳng điên lên, nói, ngoài cái chân giữa ra còn cái gì ông không làm mất nữa hả? Bạch lộc mấy ông nhận khách làm ơn cẩn thận chút, mang tiếng là đại ca mà để mất đầu mối như thế hả? Lê Đông Nguyên đối lý, không cách nào phản bác, cũng may lâm thu thạch tỉnh dậy làm phân tán sự chú ý của Nguyễn Nam Trúc, nhờ vậy gã tạm thoát nạn. Lê Đông Nguyên cười khổ trong lòng, càng lúc gã càng tò mò về thân phận của nguyễn nam trúc trên thực tế một cô gái như vậy quả thực hiếm có khó tìm sau khi tỉnh dậy lâm thu thạch cũng đã biết việc từ cần biến mất ngày mai vác trống đi xem thử từ cần mất tích chẳng rõ có xuất hiện trở lại không nguyễn nam trúc nhìn thấy lê đông nguyên là bực mình hắn lạnh lùng nói cố được đến đâu thì cố vậy lê đông nguyên giơ tay vuốt vuốt mũi cười khổ hai tiếng lâm thu thạch vỗ vai gã đầy cảm thông Trình Thiên Lý vẫn đang tập trung vào ăn uống, khẩu vị thắng nhóc này tốt thật, gặp bao nhiêu cảnh tầm lợm mắc ói mà vẫn ăn như chưa biết mửa ra là gì. Khi buổi tham quan kết thúc, sắc mặt Nguyễn Nam Trúc đen xì xám xịt. Quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, cho tới khi rời khỏi rừng tháp, từ cần vẫn không trở lại. Những người khác thấy bọn lâm thu thạch thiếu mất một người bèn tới hỏi thăm, Nguyễn Nam Trúc nói thẳng cô ta mất tích rồi, chẳng biết đi đâu. Đến tận khi về dãy nhà Trúc, Lê Đông Nguyên vẫn không dám lại gần Nguyễn Nam Trúc, chỉ sợ chọc chị đại nổi điên lên. Ăn cơm xong, gã gión rén lại gần nịnh nọt lâm thu thạch, bóng gió nhờ cậu lựa lời khuyên Nguyễn Nam Trúc, nói đừng giận tôi nữa tội nghiệp tôi. Lâm thu thạch giờ khóc giờ cười, Nguyễn Nam Trúc tức giận chắc chắn có nguyên nhân, cậu nào dám khuyên bảo, huống hồ Lê Đông Nguyên là địch hay bạn còn chưa thể xác định rõ, cậu không muốn quá thân cận với người này. Xong bữa tối, mọi người ai về phòng nấy đêm đó vì thiếu từ cần nên ba người mỗi người chiếm một cái giường ngủ rất chi là thoải mái nguyễn nam trúc mang trống theo bên mình kích thước trống không lớn chỉ bằng hai nắm tay người thành niên thân trống bằng gỗ sơn đỏ mặt trống là da người mềm mịn đánh lên âm thanh cực kỳ bắt tai nguyễn nam trúc ngồi trên giường mân mê mặt trống nói đợi sáng mai mang theo cái này sẽ có cơ hội chứng thực suy đoán của tôi nhắc mới nhớ lúc đó anh định nói gì nhỉ Lâm Thu Thạch hồi tưởng lại lúc leo lên đỉnh tháp, Nguyễn Nam Trúc định nói gì đó nhưng mới được nửa thì bị bộ ra làm phiền. Chị em là chị em, tình cảm có sâu đậm hay không lại là chuyện khác. Nguyễn Nam Trúc nói, nếu quan hệ giữa Từ Cần và chị mình tốt đẹp, sao lại không chịu lên nóc đền xem thử. Hắn sờ lên mặt trống một chút, vẻ mặt dường như phảng phất một chút dịu dàng. Hôm nay họ đã tham quan rừng tháp lần thứ ba, không biết Từ Cần liệu có xuất hiện trở lại không trước khi đi ngủ lâm thu thạch cảm thấy hơi bất an nằm trên giường chờ mình liên tục nguyễn nam trúc ở bên cạnh khẽ hỏi không ngủ được sao lâm thu thạch nói ừm nguyễn nam trúc đứng dậy sang nằm bên cạnh ôm eo cậu động tác này hắn làm cực kỳ điệu nghệ khiến lâm thu thạch cảm thấy thư giãn hơn nhiều cậu mơ hồ nói sao mỗi lần được anh ôm tôi lại ngủ ngon thế không biết nguyễn nam trúc có lẽ tôi là yêu tinh thuốc an thần đấy lâm thu thạch chắc vậy quá tuy không biết tại sao có nguyễn nam trúc ở bên lại khiến mình dễ ngủ đến vậy tóm lại chẳng mấy chốc lâm thu thạch đã thiếp đi cậu cứ nghĩ mình sẽ ngủ một giấc đến sáng kết quả nửa đêm canh ba lại sực tỉnh ban đầu thức giấc là do cảm thấy một cái nhìn lành lạnh khẽ mở mắt nhìn trước mắt là gương mặt say ngủ của nguyễn nam trúc lâm thu thạch chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy gì khác thường khi lâm thu thạch cho rằng mình gặp ảo giác Đột nhiên trên trán cậu lạnh ngắt, từng giọt chất lỏng từ trên trán nhễu xuống cằm. Cơ thể Lâm Thu Thạch lập tức cứng đờ, cậu chầm chậm, chậm ngẩng đầu, thấy một tấm thân be bét máu đang treo trên trần nhà, cái đầu ngoẹo sang một bên, nở nụ cười quái dị. Lâm Thu Thạch, chết tiệt, dù đã chuẩn bị tâm lý cậu vẫn giật nảy mình hoảng sợ, Lâm Thu Thạch run lên bần bật, gắng hết sức kiềm chế chính mình. Sau giây lát mắt chạm mắt, thứ kia chỉa những ngón tay dài về phía Lâm Thu Thạch mục tiêu của à rất rõ ràng chính là da đầu của lâm thu thạch lâm thu thạch cúi xuống né đòn khắp người toát mồ hôi lạnh những ngón tay quái vật đã hóa thành lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm phải chắc chắn đi ngay một mảng da 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 quái vật lẩm bẩm trong miệng ánh mắt đen ngòm tham lam nhìn chăm chăm làn da trẻ trung trắng trẻo của lâm thu thạch nếu à có nước miếng để dò chắc mặt lâm thu thạch đã ướt sũng nãy giờ lâm thu thạch nửa lăn nửa bò khỏi giường Nguyễn Nam Trúc vẫn ngủ say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng may con quái có vẻ không hứng thú với ai khác, nó vội vã lao về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch quay người định bỏ chạy, ra đến cửa chợt phát hiện cửa không mở được. Ra, ra, con mồi đã như ca nằm trên thớt, quái vật ngoác miệng cười mãn nguyện, tiếng cười giòn tan phát ra từ sâu trong cổ họng. ra. Đưa ra cho ta nào. Cả người Lâm Thu Thạch đầm điểm mồ hôi, sau khi quan sát tư phía, cậu nhìn thấy cái túi ở đầu giường Nguyễn Nam Trúc. Chiếc túi căng phòng, vì cái trống đỏ trên tháp đá đang nằm bên trong. Trong khoảnh khắc ý tưởng bùng nổ, Lâm Thu Thạch quay người chạy về chỗ cái túi, sau đó mau lẹ lấy trống từ trong túi ra, gõ mạnh. Tùng 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 tùng, tiếng trống giòn tan vang động khắp căn phòng, quái vật tức thì đứng sững, sau đó như sợ hãi, nó nhìn láo liên khắp trốn, hoảng loạn chui ra khỏi cửa sổ. Nhìn theo bóng quái vật biến mất, Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó lúc tình cờ cúi xuống, vẻ mặt cậu lại đông cứng lần nữa. Do mặt trống rất mềm có lẽ do Lâm Thu Thạch dùng lực hơi mạnh nên nó bị thủng một lỗ lớn. Xuyên qua cái lỗ Lâm Thu Thạch phát hiện một thứ còn đáng kinh ngạc hơn. Đó là một chiếc chìa khóa đồng rất đẹp, nhìn qua rất chi bình thường, nhưng Lâm Thu Thạch đã quá quen với nó, cậu từng dùng thứ giống y như vậy mở cánh cửa sắt đầu tiên. Khốn thật, ngay lập tức Lâm Thu Thạch hiểu chuyện gì đang xảy ra thằng cha Lê Đông Nguyên này đúng là khốn kiếp, thật không ngờ gã đưa cho họ một cái chìa khóa giả. Nhưng tính sao với cái trống đây? Sau khi lấy chìa khóa ra ngoài, Lâm Thu Thạch nhìn mặt trống tan tác mà xót xa, có sửa được không nhỉ? Sau khi khều khều vài cái, cậu quyết định bỏ cuộc, để sáng mai hỏi Nguyễn Nam Trúc xem sao. Vừa nghĩ, Lâm Thu Thạch vừa mơ màng tiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, giọng của Nguyễn Nam Trúc khiến Lâm Thu Thạch sực tỉnh. Mở mắt ra, cậu thấy nguyễn nam trúc đang mắng trình thiên lý nói danh con đêm qua lén mang chống ra nghịch phải không trình thiên lý không phải em em không làm chống ra người có gì hay mà nghịch chứ nguyễn nam trúc nghi ngờ nói có thật không nghịch không trình thiên lý sao anh không tin em nguyễn nam trúc anh muốn tin lắm nhưng cũng nhớ lại xem khối rubik đầu mối quan trọng ở cửa trước là đứa nào làm hỏng trình thiên lý tại lúc đó em chán quá không có gì chơi Nguyễn Nam Trúc thế bây giờ không chán chắc. Trình Thiên Lý trông như sắp khóc, chỉ vì vết nhơ quá khứ mà bây giờ lời nói chẳng còn chút xíu trọng lượng, phải giải thích thế nào Nguyễn Nam Trúc mới tin nó không làm hỏng chống đây. Giữa lúc Trình Thiên Lý bi phẫn nghĩ ngợi, Lâm Thu Thạch ngồi trên giường len lén giơ tay, nói là do tôi. Nguyễn Nam Trúc quay ra, ồ, là anh hả? Trình Thiên Lý ưỡn ngực chờ nghe Lâm Thu Thạch bị ăn chửi, ai ngờ lão đại của nó chỉ nói một câu, không sao lần sau cẩn thận nhé. Trình Thiên Lý, lần sau cẩn thận nhé là cái mé gì, tôi là con ghẻ hay là con nuôi lượm từ thùng rác về hả? Lâm Thu Thạch cũng hơi xấu hổ, vội kể cho hai người nghe chuyện xảy ra đêm qua. Nguyễn Nam Trúc hỏi cậu có bị thương không, Lâm Thu Thạch lắc đầu, rút chìa khóa từ trong túi ra, nói tôi phát hiện trong trống có chìa khóa. Nguyễn Nam Trúc nhìn thấy chìa khóa trầm tư ba giây, sau đó chửi một câu rất tục. Rõ ràng Lê Đông Nguyên không vô hại như cách gã thể hiện, khi vào tháp xương không biết gã đã nhìn thấy gì, lại dám mang chìa khóa giả ra lừa bọn Nguyễn Nam Trúc. Cũng nhờ Lâm Thu Thạch đêm qua bị quái vật đuổi giết phải viện đến tiếng chống cứu mạng nên tình cờ tìm ra chìa khóa thật, nếu không lúc này họ vẫn chưa biết mình bị lừa. Thảo nào gã dễ dàng giao chìa khóa ra như vậy, lẽ nào gã không muốn có gợi ý cửa kế tiếp. Nguyễn Nam Trúc nắm chặt chìa khóa trong tay, cười nhạt cuối cùng cờ vẫn về tay ta. Lâm Thu Thạch thật bái phục mấy người đó, ngay cả việc làm giả chìa khóa mà cũng nghĩ ra được. Nguyễn Nam Trúc bỏ chìa khóa vào túi, nói từ cần rất sợ cai trống, giờ trống hỏng rồi thời gian của chúng ta sẽ không còn nhiều, nếu lần kế tiếp chạm trán cô ta, e rằng chạy không thoát. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hoàn toàn tán thành suy nghĩ của Nguyễn Nam Trúc. Không biết vì sao từ cần lại yêu ái cậu như vậy, những người khác đều ngủ say như chết, còn cậu đêm nào cũng được tỉnh một lần hôm nay mang chống đến đền thần xem thử nguyễn nam trúc trầm ngâm thế giới này sắp sửa kết thúc rồi kết thúc sớm dĩ nhiên là một việc mong còn không hết lâm thu thạch chẳng muốn hội ngộ từ cần lúc nửa đêm thêm lần nữa dĩ nhiên lê đông nguyên còn chưa biết việc xấu mình làm đã bại lộ vẫn mặt dày sán đến bên nguyễn nam trúc hỏi han phải nói rằng vẻ ngoài của lê đông nguyên là một vũ khí mị dân không hề nhẹ cho dù lâm thu thạch đã biết bản chất tồi tệ của gã nhưng ngắm nụ cười dịu dàng kia vẫn không khỏi thấy do dự trong lòng thường ngày nguyễn nam trúc không qua thân thiện với lê đông nguyên hôm nay càng không chịu nề mặt lạnh lùng ậm ừ vài câu rồi viện cớ đuổi gã đi chỗ khác ha ha nhìn theo lê đông nguyên rời khỏi nguyễn nam trúc cười nhạt để xem nếu lần nhận khách này của bạch lộc bị hỏng lê đông nguyên ăn nói ra sao ăn xong bữa sáng mọi người bắt đầu khởi hành đến đền thần từ cần vẫn biệt tâm biệt tích nhưng đêm qua cô ta xuất hiện trong phòng như vậy chắc chắn cô ta ngầm đi theo nhóm tham quan về nhà lúc này có lẽ đang ẩn nấp đâu đây trong khu rừng rậm rạp đền thần xuất hiện trước mắt trong lòng lâm thu thạch hoàn toàn an tĩnh cậu cùng nguyễn nam trúc tìm đến bình đài dùng để trèo lên nóc đền trước kia mục đích leo lên lần này là đưa chúng cho con quái vật trên đó việc này vô cùng nguy hiểm dù lâm thu thạch nhiều lần khuyên can nhưng nguyễn nam trúc vẫn kiên quyết thân trinh thực hiện Trình Thiên Lý ở dưới trông thăng dõi theo lão đại lòng không khỏi lo lắng. Cả hai người trước kẻ sau, thận trọng tiến lên bình đài. Lâm Thu Thạch lên trước, nhận thấy trên mặt sàn gỗ có thêm những mảnh thịt tươi, chắc là của hai người bị lột ra hôm nọ. Nguyễn Nam Trúc ở phía sau cũng đã lên tới nơi, đây là lần đầu hắn có mặt ở nóc đền, sau khi quan sát tứ phía, hắn còn liếc nhìn tán cây gần đó vài cái. Sao vậy? Lâm Thu Thạch để ý nét mặt của Nguyễn Nam Trúc hơi khác lạ hình như có thứ gì đó đi theo mình. Nguyễn Nam Trúc nói, từ khi chúng ta xuất phát nó luôn theo sát chúng ta. Lâm Thu Thạch, liệu có phải là từ cần? Nguyễn Nam Trúc, có khả năng, đưa trống cho cô chị cái đã. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Hai người men theo viền mái, chậm chậm tiến vào chính giữa nóc đền, mỗi bước chân dẫm lên lớp xa người lại vang lên một tiếng trống. Phía trên ngôi đền rất yên tĩnh, không có sương mù bao phủ như lần trước, mọi thứ yên tĩnh đến mức bất thường nguyễn nam trúc không định tiến vào quá sâu hắn chọn một vị trí thích hợp rồi đặt chiếc trống xuống nói em gái em không muốn đến chúng tôi mang chiếc trống của cô ấy tới đây lời này vừa nói ra cả thế giới dường như lặng đi chìm vào sự im lặng tuyệt đối ngay đến những cơn gió nhẹ cũng ngừng thổi một hồi trống vang rền trong không gian tùng 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 sương mù dày đặc từ lưng chừng trời túa ra nhấn chìm cả hai người tùng 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 ở sâu bên trong làn sương mù, thứ gì đó đang điên cuồng gõ trống, tiết tấu dồn dập như xả hết nỗi căm giận không cách nào kiềm nén ở trong lòng. Nó đang ở đâu? Giọng một bé gái vang lên, nó đang ở đâu? Ta đau quá. Ta đau quá. Lâm Thu Thạch thấy bé gái bỏ ra từ màn sương, nhìn thấy Nguyễn Nam Trúc mang theo cây trống, nó vội bỏ tới bằng hai tay, sau đó đặt bàn tay lên mặt trống rách toác. Không phải của ta, không phải của ta, cô bé gào lên cuồng nộ, mang nó tới đây mang nó tới đây cô bé nắm lấy cái trống bắt đầu cào xé không biết có phải do ảo giác đánh lừa hay không trong khi cô bé đang xé rách lớp da trống lâm thu thạch mơ hồ nghe thấy tiếng la hét có lẽ cô bé cũng để ý thấy tiếng hét khuôn miệng đầy máu bỗng hé ra một nụ cười hoan hỉ nó ở đây nó ở đây mà cô bé đánh mạnh vào chiếc trống đám quái vật cầm dao dài trong đền thần đột nhiên xuất hiện xông về phía khu rừng Chứng kiến cảnh ấy Lâm Thu Thạch kinh ngạc đến sướng sờ, Nguyễn Nam Trúc ngược lại thở phào, cười diễu, tình chị em thân thiết quá nhỉ. Hắn ngước nhìn về phía xa khu rừng. Lâm Thu Thạch nói, có phải tất cả sắp kết thúc? Nguyễn Nam Trúc cục mắt, có lẽ vậy. Ai cũng muốn vở kịch kinh dị này kết thúc sớm. Câu chuyện nhỏ, Nguyễn Nam Trúc chẳng khác nào một phụ huynh tiêu chuẩn kép. Con trai Thu Thạch phạm lỗi, Thu Thạch của mẹ đáng yêu quá, giỏi quá, mẹ yêu con lắm luôn. Trình Thiên Lý phạm lỗi, hôm nay không đánh chết mày, tao không phải người. Trình Thiên Lý, oa, wow, hu 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 quá đáng, hu hu hu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.